cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Dạ, tôi cố đây ạ, tôi cố đây ạ. Rồi, chào anh. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? À, báo cáo anh là tôi hôm nay là 65 tuổi ạ. Dạ vâng. Tôi báo cáo anh là tôi là vợ tôi là mất rồi. Vâng. Và tôi muốn xây dựng gia đình một bước nữa. Vâng. Và tôi yêu một cô lại ở quê ở Nghệ An. Rồi. Cô hôm nay là ngoài 50 tuổi. Rồi. Mà các cháu của tôi nó có phản đối. Vâng. Tôi muốn muốn chương trình là tư vấn cho tôi để làm nào để chúng tôi để lại lối lại được cái tình yêu của chúng tôi ạ. Rồi, thế là bà nhà anh là đi xa bao lâu nay rồi ạ? À, xã tôi mất khoảng 10 năm nay rồi. À, thế thì còn cái tình yêu với cái cô Nghệ An đấy là được mấy năm rồi? Mới được mấy tháng thôi. À, thế là có yêu sâu sắc lắm không? Yêu, chúng tôi yêu và quyết tâm là sẽ lấy nhau mà. Thế á? Vâng. Thế thì cụ kia là cũng hơn 50 tuổi rồi đúng không ạ? Vâng. Còn anh thì cũng 65 tuổi. Thế thì vâng. Gặp nhau thường xuyên không? Xa chúng như tôi, thế mà. Chúng tôi muốn gặp nhau mà. À, thế thì hiện tại thì cái cô 50 tuổi đang ở đâu? Bây giờ cô lại mới về quê, về đang cô đang làm ở công ty. À. Công ty đang giải tán, đang có dịch bệnh, cô rồi. Về tạm về quê mà. Tức tóm lại, thế cô ta có chồng con chưa? À, cô này thì là cũng có con rồi, nhưng mà chồng chia tay nhau rồi. À, rồi. Thế đó. Tóm lại là rất yêu thương nhau rồi, bởi vì cái hoàn cảnh hai anh chị là cũng có vẻ phù hợp đúng không? Đó. Hiện tại thì đang dịch Covid như thế, đâm ra là người yêu của mình đang về quê đúng không, tránh dịch. Vâng. Thế từ hôm người yêu về quê là đã chạy vào thăm người yêu chưa? Chưa, người yêu tôi xa lắm. Thế xa nhưng mà vì tình yêu mình đi hết. Chúng tôi chỉ nhắn tin cho nhau thôi. À thế à, rồi thì các con anh thì là không đồng ý à? Các cháu thì trước thì tôi họp gia đình các cháu đồng ý, thì sau là cháu gái của tôi nó lấy điện thoại trộm của tôi, xong rồi nó nhắn như cái cô kia. Ừ. Con gái anh thì lấy chồng chưa? Thế là cô ấy sợ, cô không, cô lại nói với tôi là sẽ chia tay. À thế à. Rồi thế là anh có đông con nhiều cháu chưa? Tôi là được 4 cháu. 4 cháu, thế là có nội ngoại bao nhiêu đứa rồi? Tôi có 3 cháu nội rồi. À rồi. 4-5 cháu ngoại rồi. Ôi rồi. Thế tức là cái cô con gái của mình là cũng đã lấy chồng rồi, có con rồi đúng không? Vâng, vâng, các cháu cũng lấy chồng có con cả rồi. Thế mà lại còn can thiệp vào chuyện của bố, lấy máy điện thoại của bố để nhắn tin cho cái cô người yêu của bố đúng không? Vâng, làm vâng. Khiến cho cái người yêu của anh hiện tại là đang giận dỗi đúng không? Vâng. Khổ thân thế đấy chứ. Tôi sợ không... Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng. Vâng, xin chào anh. Vâng, chào anh ạ. Thật ra thì... cũng lâu lắm rồi mới gặp một cái câu chuyện nó tương tự như của anh. Thường thường thì tôi lại hay gặp những cái trường hợp là các con cứ ép mẹ hoặc bố của mình ấy đi bước nữa, xong ông bố bà mẹ cứ bảo chúng tao chả cần, chúng tao già rồi, tao ở với chúng mày cơ, để tao bế con bế cháu cho chúng mày. Thế thì chứ cái chuyện mà các cụ còn khỏe, rồi các cụ còn nảy nở tình yêu, rồi lại cũng mong muốn là có được cái những năm tháng cuối đời mà có vợ có chồng thì quá tuyệt. Thế nhưng mà cũng vướng phải, tôi tin rằng thế này. Anh có tin được tất cả những điều mà cái cô người yêu nói với anh nó là thật không? Ví dụ như cô ấy ngoài 50 tuổi này, cô ấy ly dị chồng rồi này, hiện nay vân vân các thứ, là kêu cô ấy kể thế, anh có tin những cái thông tin đấy là thật không? Tôi có tin thật vì có cô ấy lại có cả một cái cô bạn cũng nói chuyện với tôi thế. À vâng, vâng. Thì hai cô này trước là cô trọ nhà tôi. À vâng. Vâng, xong rồi tôi xin việc cho cô này làm ở chỗ khác. Thế ạ. Vâng. Vâng. Các cháu nó can thiệp vào cuộc sống tình cảm của anh với lại cô ấy thì nó có nói lý do gì không? Tôi chẳng hiểu biết, nó cầm điện thoại rồi nó cháu nó gọi điện nhắn tin cho cô ấy, nó thế là cô ấy sợ, cô ấy bảo là thôi anh với em chỉ là bạn thôi. Vâng. Thật sự ra anh có muốn đến với cô nữa không? Tôi rất muốn. Thế ạ. À. Anh ơi, cả cháu trai cháu gái nhà anh là có ở chung với anh hay là bây giờ anh ở một mình? Tôi ở một mình. Một mình anh, một nhà đúng không? Vâng. Thế còn con trai lấy vợ rồi cũng ở chỗ khác, con gái lấy chồng cũng ở chỗ khác. Không, cũng vâng, thằng út thì vẫn cùng ở một nhà. Vâng, ở một nhà. Vâng. Nhưng mà gọi là cũng ăn riêng ở riêng chứ không phải là
bấu víu gì đúng không? Anh sức Vâng. khỏe còn tốt không? Tôi sức khỏe vẫn tốt đó, huyết áp vẫn tốt lắm. À thế ạ, Tôi thì vâng ạ. người hơi gầy gầy thôi nhưng mà Ôi thôi gầy sức tốt khỏe ạ, vẫn tốt. vâng không sao, gầy Tôi tốt. vẫn đi làm bảo vệ mà. À vâng. Tôi thì tôi tin thế này này, theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì các cháu nhà anh nó lo mấy việc. Thứ nhất là không biết cô kia có yêu anh thật hay không, hay là cô chỉ lợi dụng anh, bởi vì biết anh cũng còn khỏe rồi là cũng thiếu thốn tình cảm, cho nên là cô lợi dụng, thứ nhất là sẽ thuê ở trọ nhà anh không lấy tiền, thứ hai là thỉnh thoảng anh lại hỗ trợ cái này cái khác, rồi là thì đấy, thứ nhất là có thể có ý lợi dụng, thứ hai là các cháu nó nghĩ rằng anh thì cũng 65 rồi, cô cũng năm mươi mấy, nếu hai ông 55 rồi. bà có đến với nhau Vâng. thì có khỏe chăng nữa thì chục năm nữa là cả bà lẫn ông đều yếu rồi, thế tự Vâng. nhiên chúng nó lại thôi thì tất nhiên phải lo cho bố mình thì là cái chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ cô mà là vợ của bố mình thì đương nhiên thì cũng là bà, thì các Vâng. cháu nó lại phải lo lắng thêm cho cô ấy, thì cũng lại vất vả thêm cho các cháu. Và một đặc Vâng. biệt nữa rằng đây thì cứ nói thật ạ, các cháu nó cũng ích kỷ, nếu như bây giờ có một mình anh không Vâng. có đi bước nữa thì cái nhà của anh hiện nay ấy sau này là của các cháu đúng không ạ, Vâng. thế Vâng. nhưng mà nếu như anh mà đi bước nữa thì sau này anh có về già thì việc đầu tiên cái nhà là của bà ấy đúng không, bà Vâng. anh có phần có suất ở đấy, thế rồi bà Vâng. ấy quy định thế này và chia chung thế kia, bởi vì việc đầu tiên là phải phải mẹ đã, phải vợ đã đúng không, rồi mới đến Vâng. phần các con, thì chúng ta sợ là thay vì phải chia 4 giờ lại chia 5, thế Vâng. thì các cháu nó nghĩ là chả biết là được lợi gì không, ông thì đẻ thì không đẻ nữa, chả biết là khỏe thì khỏe chứ cũng chẳng được bao lâu, lâu Vâng. lâu với một tí thì bây giờ lại hoặc vào một mối quan hệ này thì chả biết được gì, nhưng mà thấy có nhiều phiền phức quá, cho nên là trước mặt bố thì chúng nó cứ giả vờ im lặng và nó đồng ý, nhưng nó phá đám ở đằng sau chính là nó gọi điện cho cô kia, nó bảo là cô đừng Vâng. vớ vẩn, bố cháu già rồi cô đừng ấm ớ rồi, để vậy thì bố cháu còn khỏe, bố cháu sống thêm chục năm nữa chứ cứ bập vào yêu với chả đương rồi rồi có khi là dăm ba năm đúng không, nó cũng thương Vâng. anh thôi, nhưng mà Vâng. nếu anh quyết tâm thì vẫn có thể làm được. Thật ra Vâng. thì anh không cần thiết phải đợi tất cả các con đồng ý. Vâng. Các cháu thanh niên bây giờ nó cũng đặt đâu thì bố mẹ ngồi đấy nó cũng có đợi để mà hai ông bà già mà gật đầu để mà nó lấy nhau đâu. Mình Vâng. thì đẻ ra chúng nó cơ mà. Bây giờ mình nghĩ rằng là cân nhắc lại, nếu đấy thực sự là nhu cầu, thật sự là tình cảm thật, và mình nghĩ rằng dù có được sống 5 năm, 7 năm nữa ở bên cạnh cái người mà gọi là chăm sóc với nhau cũng còn hơn là cô đơn ở tuổi mình rồi, ăn là mấy uống là mấy đúng không, cần nhất Vâng. là một người sớm tối thế nọ thế kia, các cháu mình có ốm đau nó đến nó bảo hôm nay bố có đỡ đau không, rồi nó quẳng cho một bát miến, rồi nó cho đĩa xôi thế rồi thì khoanh giò rồi nó về, chứ còn cái người mà có thể ở cùng mình ấy thì không 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 dễ dàng gì, và các cụ cũng Vâng. đã kết luận rằng con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Vâng. Nếu anh quyết tâm thì việc đầu tiên là anh động viên chị ở trong kia, gọi điện đi, nhắn tin đi, Vâng. anh hứa anh thề đảm bảo đây là con anh nó thế, chứ còn thì anh đã định rồi, gì chăng nữa chúng ta cũng sẽ đến với nhau, dù sống với nhau 5 năm, 10 năm mà trọn vẹn để bù đắp cho nhau những khó khăn thiệt thòi, anh cũng quá bụa 10 năm mà em thì cũng ly hôn mấy năm rồi đúng không? Cái Vâng. xong là cái việc thứ hai thì khi mà hết dịch cô quay trở lại công ty làm việc Vâng. hay là như thế nào đó cô quay trở lại Vâng. thì anh hoàn toàn có thể đi ra chính quyền, ra ủy ban nhân dân xã, Vâng. nhắc cô ấy là mang chứng minh thư là một, thứ hai là Vâng. cái giấy mà ly hôn ấy, cô ly Vâng. hôn hay là gì đó thì là photo hai thứ đó Vâng. để chứng thực là cô ấy hiện nay đang không phải là người có chồng. Còn anh thì Vâng. người địa phương thì người ta biết rồi. Anh Vâng. cứ làm cái đăng ký kết hôn để cho nó đúng pháp luật là mình trở thành vợ thành chồng. Thế còn thì cái chuyện mà phân tích động viên rồi tư vấn để các cháu nó thông cảm nó hiểu thì cứ dần dần cứ từ từ mưa dầm thấm lâu. Chứ đợi các Vâng. cháu bây giờ 4 đứa mỗi đứa nó một nghĩ một ý thì cũng khó khăn lắm anh ạ. Nhá. Vâng. Rồi. Thế thì mình cũng lớn rồi mình có cái tự quyết một chút, nhưng mà trước khi quyết định làm như thế thì
đắn đo cân nhắc xem thực sự cái mối quan hệ này nó có thật sự quý giá đối với mình hay không nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Dạ đây ạ, em đây ạ. Câu hỏi của bạn là gì? Dạ em muốn hỏi chương trình là em vợ chồng em lấy chồng được hơn 15 năm rồi ấy, nhưng mà không có con, thế là một rồi em xin được đứa con nuôi về thì chồng em này không đồng ý, và cái thái độ nói chung là nó rất là khó chịu trong cuộc sống gia đình. Lấy nhau 15 năm và không có con. Và cũng cả hai cũng đã xác định là sẽ sinh con nuôi. Thế trước khi sinh con nuôi thì hai bạn có bàn nhau không? Em có bàn nhưng mà chồng em là không đồng ý, bởi vì là cũng không tin tưởng mà nhiều người thì con nuôi người ta cũng không mấy, xong rồi nói là chồng em không muốn nuôi, là em cứ xin về thì chồng em nó không đồng ý và nó suốt ngày hùng khặc. Rồi tóm lại là chưa có cái sự hòa hợp trong hai vợ chồng trong việc sinh con nuôi mà bạn đã vội vàng mang một đứa trẻ về. Đứa trẻ lớn chưa? Cháu được 2 tuổi. Khổ thân đứa bé. Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Rồi, xin chào em. Vâng ạ. Hai vợ chồng không có con đã tìm ra nguyên nhân chưa? Em cũng đi khám ở phụ sản trung ương, người họ bảo là tại cả hai vợ chồng, vì anh ấy thực ra trước thì có một đứa con với vợ trước, nhưng mà chính là cũng nghi ngờ là không chắc phải con của mình hay không nên mới bỏ. Thế còn mình cũng lại trục trặc à? Vâng ạ, thì em thì họ cũng bảo là không thể có con ạ. Bởi vì hỏi thế bởi vì là với cái y học hiện đại, với sự can thiệp hỗ trợ về sinh sản hiện nay á, thì gần như là những cái trường hợp mà bị bó tay là không nhiều. Kể cả là chồng yếu tinh trùng ít thì người ta cũng có cách, người ta lấy một số ít những con khỏe rồi người ta thụ tinh cho vợ, hoặc là vợ tắc vòi trứng thì thậm chí người ta cũng lấy luôn trứng từ ở trên buồng trứng vân vân. Tức là đang nói rằng nếu mà còn nữa thì còn tát, thế nhưng mà trong trường hợp nhà mình thì ngẫu nhiên sợ cả hai vợ chồng cùng khó khăn. Và thật sự ra 15 năm chưa bao giờ mình có một lần nào gọi là có hả? Vâng ạ. Kết luận của bác sĩ cũng rồi, anh cũng đi, mình đi, cả hai cùng như thế rồi đúng không? Vâng ạ. Thật ra thì cũng hơi tiếc. Hai vợ chồng cũng còn chưa lớn tuổi lắm, thế và mình đã lựa chọn là sẽ gắn bó với nhau, sống với nhau. Với người như người phương Tây thì thật ra người ta cũng không quan trọng con lắm, con nhiều. Quan trọng là giữ gìn sức khỏe, hai ông bà sống cho tốt, tích góp tiền, có vài cái sổ tiết kiệm, sau này sống dưỡng già vui vẻ đi vi vu, đấy là điều tốt nhất. Thế còn thì chúng ta cũng đã biết rồi, 5 con hay 4 con hay 3 con rồi cuối cùng cũng lại già, có khi cũng ở với nhau ấy mà. Thế thì quan trọng nhất là sự bàn bạc, nếu hai vợ chồng nói mà thôi chả cần, em chả cần. Thế nhưng mà vì mình là phụ nữ, mình cũng mong muốn có một đứa con, mình cũng chả phải hy vọng nuôi nó để sau nó nuôi mình đâu. Thực tế thì đến con ruột của mình cũng chả còn chả dám kỳ vọng là rồi nó nuôi bố mẹ, đúng không? Huống chi như lại là con nuôi. Thế nhưng mà mình cũng mong muốn có một ai đấy để mình yêu thương, mình chăm sóc, mình đóng vai một người mẹ để thấy mình nó cũng nhẹ nhõm ở trong lòng. Thế còn thì chuyện sau này như thế nào thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cái cơ bản nhất là hiện nay anh ấy chưa nhất trí lắm thì mình đã đưa bé về. Bây giờ cứ để nuôi thì anh ấy văng vật cũng khổ đứa bé, mà mình đem đi trả đi thì lại cũng không nỡ, đúng không? Vâng ạ. Bây giờ thì anh ấy đã đến mức độ nào rồi? Anh gầm rú, anh bắt là cô phải đem đi cô trả, nếu không thì tôi thế nọ thế kia không? Đầu tiên thì cũng gầm rú, nhưng bây giờ thì cứ nầm nì xong rồi lườm mít ạ. Không yêu thương một tí nào, chả hỗ trợ mình mới 2 tuổi cũng còn phải cháo lão rồi bột bẹt, đúng không? Vâng ạ. Cũng vất vả, hai vợ chồng có bà nào hỗ trợ không hay là một mình lo hết? Một mình ạ. Ban ngày mình đi làm không? Em thì chỉ làm quanh quẩn ở ruộng vườn này thôi. Kiên trì vậy. Rõ ràng là không thể mong muốn là nó trọn vẹn vui vẻ, nhưng mình đã đón đứa bé về, nó là cái duyên cái phúc rồi, mình cứ hết lòng chăm con. Thực ra cũng nhìn thấy ở ngoài đời cũng có những trường hợp là nọ trường hợp kia, con nuôi rồi mình vất vả với nó, sau này lớn lên nó cũng bội bạc rồi vân vân. Thế thì cái đấy đúng là nó cũng có, nhưng mà không ai dám chắc 100%. Cũng rất nhiều người con nuôi lại còn hiếu thảo hơn là con đẻ.
Thế rồi cũng có những đứa con đẻ nuôi nấng nó rồi cuối cùng là nó cũng vẫn đối xử tệ với mình. Đấy là cái chuyện sau này rất là xa. Nhưng bây giờ thôi tập trung nuôi con. Thế rồi là con nó lớn lên một chút nữa, 3 tuổi nó biết đi, nó bi bô, nó gọi bố ơi. Thế rồi là hy vọng rằng anh ấy ở cạnh mẹ con rồi, anh ấy nảy nở một cái chút tình cảm gì với đứa bé. À, bây giờ thì vẫn còn đang ức vì một là lo cho tương lai là chả biết con nó thế nào, nó lại bạc ác đối xử không tử tế với mình, nhưng một mặt nữa là cũng hơi tức vợ vì đã quyết định đã bảo thế thế mà lại tự ý tự quyền. Đây là cái gọi là cái tự ái nó nổi lên một tí. Thì cứ kệ, mình thực ra cái mất mát cũng đã mất nhiều rồi, buồn cũng buồn nhiều rồi, đúng không? Thế Rồi. bây giờ có được một chút niềm vui, vừa là làm phước, cũng thương cho cháu, nhưng mà biết đâu trời trao nó vào cho tay mình, xong rồi vợ chồng lại làm ăn khá giả lên, lại mạnh khỏe lên, người ta gọi là như là thay đổi cái phong thủy gia đình ấy. Vâng. Biết đâu mình lại có sức khỏe, công việc nó lại cũng dễ chịu, phát đạt, nhà nó vui vẻ hơn thì làm sao. Chứ còn bây giờ chẳng lẽ là vì ông ấy cứ cào nhào rồi ông lầm lì mình đi trả đứa bé hoặc là mình đi cho người khác thì mình cũng 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 tội lắm. Ở đời thôi cứ nghĩ theo kiểu duy tâm một chút là chắc có cái duyên gì đấy, sao bao nhiêu người mà cuối cùng mình lại đón được nó. Thế bây giờ thì nếu như phải lựa chọn thì anh ấy có thì ý em khuyên anh cho em lời khuyên ạ. Tức là một Ví dụ là con anh riêng, ấy hai hoặc là là chồng. bỏ ông ấy. Vâng ạ. Anh thì anh nghĩ trong trường hợp này em thì không lựa chọn mà cố giữ cả hai, bởi vì anh cũng biết rồi, nếu vợ chồng không thương yêu nhau ấy mà thì chắc bỏ lâu rồi. Chứ đối với người Việt Nam khá nhiều đôi trẻ mà chỉ vì vợ mãi không đẻ được con rồi cũng nghĩ cách này cách khác mà. Thế mà đây dù là không có con mà hai người quyết tâm ở với nhau, tức là có tình có nghĩa, có tình cảm với nhau. Thế thì bây giờ chỉ vì ông ấy đang tự ái với chuyện mình tự ý tự quyền thôi, chứ cũng chẳng hẹp hòi mức độ là thêm đứa bé thì bớt đi bát cơm bát cháo đâu. Thế thì mình chịu nhún cái lúc này một chút đi. Ông lầm lì, chẳng lẽ ông cứ lầm lì mãi mà thầy cũng chả nhờ được ông đâu. Chịu khó nuôi con, con lớn lên dần dần, ở lâu dần rồi nhìn thấy đứa trẻ nó bi bô, nó nói rồi nó lận chận nó đi, rồi khơi gợi dần lại cái tình cha con ở trong anh ấy nhé. Chứ còn bây giờ mình mới đặt, hoặc là một là giữ con ở lại thì bỏ chồng, hai là nếu mà để cho vui vẻ vợ chồng lại đem đi trả con thì cũng kiểu gì cũng là chả khác gì là bây giờ quyết định là phải cưa một chân, cưa chân phải hay cưa chân trái, đúng không? Mình thì không muốn cưa chân, mình chỉ muốn là thôi cứ có tấp tảnh một chút, nhưng mà còn cả đôi vẫn tốt hơn. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn Vâng, rồi chứ? em cảm ơn ạ. Vâng. Cảm ơn bạn và hy vọng Vâng, bạn em sẽ cảm ơn giải chị. quyết được cái khúc mắc của gia đình mình lúc này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Em muốn hỏi chuyên gia tư vấn cho em một lời khuyên, là tức là chồng em là yêu nhiều cái mà mình muốn ly hôn chồng, nhưng mà con không không cho phép. Năm em 40 tuổi, có một trai một gái. Chồng thì rượu chè đại bác, tức là nhiều cái để vợ chồng em hòa hợp được, nhưng mà đã từng ra tòa một lần nhưng mà không thành gì gì con, Rồi. nên muốn gặp chuyên gia tư vấn cho một lời khuyên. Bạn năm nay 40 tuổi, thế còn chồng bạn thì bao nhiêu tuổi rồi? 42 tuổi, Rồi, các con lớn chưa? con 16 tuổi, 14 tuổi, Con trai con gái vậy? con gái đâu 16 tuổi. Rồi, thế và bạn là muốn ly hôn với chồng đúng không? Bởi vì anh ta cờ bạc rượu chè, có trai gái nữa không? Có. Tức là có cả, cái gì hư đốn là chồng bạn đều có đủ đúng không? Thế Nhưng và mà lý chính do các con bạn tôi không đồng ý cho bố mẹ ly hôn là gì vậy? tức là con là bố hư, nhưng mà con không muốn là mẹ bỏ bố. Tại sao? Tức là nó vẫn thấy là bố là cái người rất là tốt đúng không? Tức là không thể lệ thể tức là tốt, nhưng mà mẹ vẫn tâm sự với con, nhưng mà con là bố cũ thì con cũng muốn là mẹ bỏ bố, mà con không muốn xa cả mẹ cả bố. Rồi, tóm lại là đối với bọn trẻ thì bố nó vẫn là cái niềm tự hào của chúng nó. Rồi Ờ, mà lại còn bố nó lại ngọt ngào với bọn chúng, cho nên là giống như là có cái tình cảm riêng. Còn mình thì vợ chồng thì cảm thấy là tình cảm
không thể hòa hợp được mà. Rồi, thế là tóm lại là các con nó vẫn yêu cả bố lẫn mẹ, chỉ mỗi là mẹ thì không thích bố thì không thích mẹ thôi đúng không? Dạ, bố đúng nó rồi. Thì có muốn ly hôn không? Hay bố nó không muốn? Bố nó thì nói chung là tuy em đã từng làm đơn ra tòa một lần rồi, gửi đơn ra tòa rồi nhưng mà vì con mà tức là bố vẫn chấp nhận. Rồi, thế là lại rút đơn lại. Thế nhưng mà cái khiến bạn cảm thấy là không thể sống được chung với anh ý, đó là điều gì vậy? Tức là vợ chồng sống với nhau mà sống kiểu ly thân á. Chồng còn mà anh ta không sử dụng về tiền bạc, cộng lại là trong gia đình kinh tế mình gánh hết, về mọi việc mình gánh hết, mà anh ta cứ làm được đồng nào để anh ta bài bạc, để anh ta đi ra ngoài, không quan tâm đến vợ, rồi đến con nói cộng lại là giống như mà mình từ sống giống như có cũng như không á. Rồi, tôi hiểu rồi. Anh Minh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào em. À, em chào anh. Cuộc sống khó chịu lắm không? Cái chuyện này kéo dài lâu chưa? Phải 8 năm rồi. Thế hả? Mình đã làm những cái gì rồi? Ví dụ như ông ấy cũng đi làm, cũng kiếm được tiền, nhưng không đưa tiền cho mình. Nhưng mà cuộc sống gia đình mình vẫn cứ ổn. Vẫn kiếm được tiền đều đặn, nhưng mà vẫn từ tiêu của mình, không rồi, đưa cho mình. Không đóng góp. Văng nợ ra rồi mình còn phải gánh nợ cho anh ta luôn. Rất nhiều gia đình mà những ông chồng không chịu đóng góp mà nhưng mà là vẫn được ăn, về vẫn có ngủ, con cái học hành cũng vợ lo chu toàn tất. Ở đây một phần trách nhiệm là ở người vợ, bởi vì thì sao lại không phân tích với nhau, thôi tôi chả cần anh đưa tiền cho tôi, nhưng mà đấy, tiền học của hai đứa là anh lo, còn tôi thì sẽ lo được cái tiền mà ăn uống hàng ngày, thế tiền điện hàng tháng là anh đóng, mình nhẩm mình giao cho ông một số những cái khoản tiền mà phải đóng góp ấy. Thế còn nếu như mà lại không chịu đóng góp, vẫn cứ chày bữa chày y thì thôi, đàn bà sức yếu lo được cho con đã tốt rồi, không thể lo được cho cả chồng nữa, nhìn. Đúng không ạ? Ở đâu cũng thế thôi, có làm như có ăn. Bây giờ đáng lẽ là người vợ trông cậy cái người đàn ông sức dài vai rộng để làm cái trụ cột gia đình, đây trụ không được rồi thì mình đã phải dành rồi, mà còn không có sự chia sẻ thì mình phải có cái kiên quyết. Thế còn ở đây là ông không đưa tí gì mà nhà mình do mình đảm đang, mình thu vén, mình cũng lo được hết, thành ra ông ỉ lại. Thế còn thì đã bao giờ đánh đập mình chưa? Có bạo lực gia đình không? Không, tại vì em cũng không, nói chung là mình biết thì thế. Nếu như mà mình căng là anh ta căng, gây thì anh ta cũng căng lên, nên là nói chung em là cái chỉ thuần. Rồi. Giải quyết theo cách thuần, không làm căng, cho nên là cũng không thể chạm được cái thân thể của mình. Thôi đấy, thế cũng là còn đỡ, nhiều người đã ăn tàn phá hại là còn đánh vợ đánh con nữa cơ. Đây lại có vẻ lại còn xui bảy đám con mà các con nó cũng còn quý. Nói thật thế này này, không đứa con nào lại mong muốn là bố mẹ chia tay. Đặc biệt trong hoàn cảnh nhà mình ấy, thì cái con bé mà nó năm nay nó 16 ấy, nó cũng đang tuổi cập kê, nó cũng sắp có bạn trai, còn sắp có người yêu, nó cũng chẳng muốn rằng là đi rồi bạn trai nữa bảo thế bố mẹ mày bỏ nhau à. Nó đang cái tuổi ngoài cái chuyện thương bố thương mẹ ra, không muốn gia đình tan nát, nó cũng còn nghĩ đến cái chuyện của nó nữa. Thế còn mình là người trong cuộc, mình thấy chịu đựng với nhau nó quá lâu, bây giờ nó mệt mỏi thì giải phóng cho nhau, nhưng mình phải cân nhắc là sau giải phóng thì mình được cái gì. Đó. Em cũng suy nghĩ tức là con lớn rồi, và mình thì cũng già rồi, và ra đi thì là cuộc sống ở ngoài thì là muôn vàn khó khăn. Thì mình vẫn nghĩ chẳng lẽ mình thì chỉ đừng mãi đến già rồi thì. Bây giờ thì không có phải là chỉ có hai con đường là phá bỏ và chịu đựng, mà em phải nghĩ đến chuyện là thôi. Đôi khi mình bức xúc quá mình lại muốn phá nó đi, nhưng phá xong đi rồi cái mới chả xây được, rồi mình lại cứ ở nhờ ở loanh quanh, nhất là các con nó cũng đã ở cái tuổi lớn, nó có suy nghĩ riêng, nó góp ý nó không muốn như thế, mình cứ chỉ quyết tâm để làm ấy, thì rồi sau này con á, mình không đợi tòa phân cho mình nuôi con được đâu, các con lúc ấy là phải hỏi ý kiến nó bảo thôi nó ở với bố, nó ở nhà cũ nó quen rồi, thế rồi mình lại là người xách túi ra đi à, hay là cái nhà lại chia đôi, hai gian này thì mình với lại một đứa bên kia để bố nó một đứa. Cũng đã đến cái tuổi này rồi, mọi sự thay đổi nó cũng không phải là cái giải pháp tốt nhất. Cũng nhiều cái nhà nó dột, người ta nói là dột đâu hay là hư ở đâu thì sửa ở đó, không nhất thiết là đập bỏ đi, đập bỏ với điều kiện là năng lực người ta đủ để mà xây một cái mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
Còn nếu không thì cố chống đỡ rồi che chắn cho cái nhà nó an toàn để nó không sập xuống đầu, đúng không? Thì đấy là một cái mà khôn ngoan. Bây giờ này, này ngồi nói chuyện với anh ấy đàng hoàng đi, kể cả hai đứa con nữa, họp gia đình đi, bốn người đấy. Em là từng họp gia đình và đã từng nói chuyện riêng với chồng một cái không gian riêng, nhưng mà nói xong rồi không vào đấy nè. Nói thì chỉ có phàn nàn trách cái móc cái gì đấy, anh chẳng thấy nọ kia. Có đưa ra quy định không? Một là hai là ba là không? À, tức là em đưa ra những quy định như tức là mình vẫn phải nói rằng nếu như anh như rửa mái thì em không thể chịu đựng được, không thể chấp nhận được. Thì mọi người mọi ngã thì con như răng. Còn mẹ anh ta vẫn rửa thay đổi, nhưng mà rồi đâu vào đấy không có một tí thay đổi đâu. Vẫn là một cái hành vi đe dọa thôi. Đấy, anh phải thay đổi thì anh phải có trách nhiệm chứ, thế này tôi chán lắm rồi, tôi sẽ nếu mà còn vân vân đi ra. Bây giờ thế này thì em thật sự em không muốn bỏ anh, em không muốn gia đình mình tan nát, các con nó cũng lớn rồi, thậm chí con gái nay mai mốt nó có người yêu nó nhìn vào, thế chúng ta là người lớn sống với nhau làm sao để các con nó đỡ xấu hổ về bố về mẹ. Em không yêu cầu gì anh nhiều, bây giờ chỉ mong anh thế này, mình phải từng bước một. Là thôi anh đi làm nhiều làm ít, anh không tin em để đưa tiền thì anh cứ giữ cũng được. Nhưng hàng tháng anh có trách nhiệm trả cho em ba cái mục này. Tiền ăn của đứa lớn, tiền học bán chú của đứa bé và tiền điện. Ví dụ mình nhầm nó ra khoảng độ 2 triệu mấy chẳng hạn. Trong khi ông ấy làm tháng được 6 triệu. À, nghĩa là cũng có chia sẻ một phần như thế. Thứ hai là em còn bận nhiều việc, em còn phải kiếm tiền, em phải còn kinh doanh bên ngoài để đảm bảo cái đời sống của cả nhà. Vậy thì anh làm gì thì làm, nhớ rằng cứ 5:30 chiều hay là 5 giờ chiều anh đón thằng cu, ví dụ như thế. Tức là có đầu việc cụ thể ra. Thế thì nếu như sau đấy mà các con nhất trí thì anh có làm được không? Chả nhẽ trước mặt con ông bảo tao không có tiền, tao không lo được. Em trình bày như đứa nói như đứa cuối cùng cũng không có. Anh ta ra ngoài bài bạc quả tay rồi là họ bị nhà đòi căng quả, những cái vừa cùng phải trả cho anh ta. Thế còn hiện giờ là gần như là ly thân ấy hả? Hay là vẫn sống chung nhà? À, tức là vẫn sống chung nhà, nhưng mà cái hình thức là anh làm việc, anh đi làm việc đi. Thì ăn thì ăn nhưng chung, anh, mình vẫn phải lo nuôi ông ấy. À, đồng rồi, anh ta đi có cơm ngoài thì thôi, mà có không có cơm thì về nhà vừa bận nuôi. Ờ, thế thì anh chả mất gì, chả thay đổi gì, thành ra anh ấy không cố gắng. Đấy, bước một là anh phải có cái sự tham gia đóng góp như thế. Bước hai nữa là nếu mà không thế thì thôi, phụ nữ em nuôi con cũng đã mệt rồi. Từ nay giờ đi thì anh cứ tự lo đây bản thân anh. Về nhà không có hỏi là cơm đâu vợ được nữa. Rõ ràng là thiếu trách nhiệm, đúng không? Giá mà là một người ốm đau tàn tật què quặt mà không làm được tiền thì bằng tình thương yêu người vợ sẵn sàng, nhưng mà đây thì khỏe mạnh ăn được chơi được mà cuối cùng không có trách nhiệm thì đấy là dạng là xấu chơi, mà xấu chơi thì không thể chơi tiếp được. Thế thì lúc đó là không cần phá cái nhà ra mà phải để cho anh tự lập. Con thế thôi, con 18-19 tuổi sức giải vai rộng rồi, bố mẹ còn không nuôi nữa, còn đẩy con ra để cho con nó tự lập, huống chi như mình cứ ôm một cái ông bám quá lâu như thế. À, thế còn thì nếu như mà mình cứ quyết tâm, mình nghĩ là không thể chịu đựng được nữa rồi, thì cái việc mình hỏi ý kiến các con cũng chỉ để tham khảo thôi, còn quyền quyết định là của mình mà. Mình đưa ra đơn ra tòa, thậm chí hiện nay là tòa người ta nhận đơn với một chữ ký, chứ không nhất thiết là phải yêu cầu là đồng tình ly hôn đâu. Dạ, tôi em cũng đã từng làm đơn ra tòa, họ chấp nhận một chữ ký của mình một mình. Em vẫn nạp đơn ra tòa, nhưng mà đứa con gái này là không ăn, không học, không ngủ. Nó phản đối mình cái việc đấy đúng không? Bằng cách là nếu mình làm căng quá, nó mà căng nữa, mà bây giờ mà mình cố nữa thì đang cái tuổi mà dở ương ương này, dễ bỏ nhà ra đi này, lang thang vào Sài Gòn rồi, hay là đi nhảy tàu, nhảy lầu rồi thì rất là khổ. Cho nên hãy cân nhắc thật kỹ. Đấy, mình cứ viết đơn rồi đôi ba lần xong rồi lại cân đi nhắc lại, mình không suy nghĩ kỹ xong lại rút đơn lại, sau nó thành nhờn thuốc ấy. Thôi cải thiện đi, anh thấy rằng là các con nó cũng thiết tha, và thực ra thì mình không dứt khoát dứt điểm thôi, chứ còn thì không thì cũng có thể điều chỉnh được. Cái việc đầu tiên là không đóng góp thì không có ăn, và làm chặt chẽ, quyết liệt, để ép buộc phải có những sự thay đổi. Và mình cũng động viên, vui mừng với những cái thay đổi nho nhỏ của anh ấy. Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Đinh Đoàn, hy vọng bạn sẽ giải quyết được cái khó khăn lúc này của gia đình mình. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với một bạn gái đến từ Nha Trang.
Vâng, xin lỗi, có phải bạn Trang ở Vũng Tàu không? Dạ đúng rồi. Vâng, chúng tôi gọi đến cho bạn từ chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Dạ. Vâng, chúng tôi có nhận được một vấn đề của bạn về chuyện tình yêu, mong được chương trình tư vấn. Bây giờ bạn có sẵn sàng tham gia chương trình không? Dạ, dạ. Vâng, thế thì bạn chia sẻ cái câu chuyện tình yêu của mình đi và chuyên gia Đinh Đoàn sẽ tư vấn cho bạn nhé. Dạ, ý là em định nói là mối cuộc tình á, chồng em và người yêu cũ của em 3 năm trước, tại vì 3 năm em bị vướng vào một cuộc tình á, chính là em với cái người trước á, 3 năm trước á, là người yêu với nhau, thì nhưng mà gia đình nhà em ngăn cản không cho em quen cái người đó. Sau đó em đi lấy chồng, thì em lấy chồng được 3 năm, em với người cũ đó gặp lại nhau. Nói chung là có một cái tình cảm từ đó, giờ vẫn có một cái chút lưu luyến. Khi gặp lại em, gặp lại nhau á, thì tụi em lại có tình cảm với nhau rồi. Qua lại như vậy với nhau á, thì ba mẹ em phát hiện lại. Thì anh nghĩ em phải giải quyết như thế nào trong cái tình này. Thật rồi, hiện tại cái tình cảm em dành cho cái người cũ cũng còn rất là nhiều. Rồi, cho anh hỏi một chút là ba mẹ em là ba mẹ chồng hay là ba mẹ đẻ em? Dạ, ba mẹ của em á. Ba mẹ đẻ của em đúng không? Dạ, trước nó đã ngăn cản em. Rồi, anh biết rồi. Và thế còn chồng em bây giờ thì đã phát hiện ra chuyện em có tình cảm với người cũ chưa? Dạ, chưa. Mà bây giờ chỉ là câu chuyện giữa bố mẹ mình và cái người yêu cũ thôi, đúng không? Dạ. Rồi, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ tư vấn cho bạn nhé. Mẹ Đinh Đoàn ạ. Rồi, chào Trang ơi, Trang lấy chồng lâu chưa em? Dạ, em lấy được 3 năm rồi. À, lấy 3 năm rồi. Thế và hiện nay thì hai vợ chồng có ở gần nhau không hay chồng đi công tác ở xa? Dạ, nói chung là tụi em gặp nhau thì chồng em đi sáng đi chiều về, nói chung là cũng bận công việc rất là nhiều. À, tức là cũng ở nhà thôi, đi làm sáng đi tối về thôi đúng không? Chứ không phải là ngoài hải đảo hay là ở mãi Phú Quốc hay là nước ngoài gì đúng không? Rồi, thế xong hai vợ chồng ở riêng có ở với bố mẹ chồng không? Có con chưa? Thế chưa, con vẫn ở riêng ạ. Thế à, hai vợ chồng ở riêng có con. À, cái người yêu cũ ấy có vợ chưa? Thế chưa. À, thế bây giờ thì gặp lại thì chắc chắn là vẫn còn tình cảm rồi. À, cái quy luật muôn đời nó vẫn thế, con cá mất là con cá to. Cái cuộc hôn nhân, cuộc tình mà không đến được với nhau thì bao giờ là cuộc tình mãnh liệt nhất, đúng không? Mừng mừng tuổi tuổi, đây là em mới có sau 3 năm, chứ rất nhiều những người lớn tuổi rồi đấy, đến tận 50, 60 rồi gặp lại cái cô ngày xưa mà cách đây đến tận 40 năm có mối tình đầu mà vẫn còn xao xuyến cơ mà. Cho nên cái chuyện tình cảm hai em mà nó có trỗi dậy thì cũng là bình thường. Bình thường ở về mặt tình cảm, đặc biệt là hai người không đến được với nhau là lý do khách quan, đó do ba mẹ em ngăn cản chứ không phải vì hai đứa chán nhau đúng không? Thế thì khi gặp lại càng tình cảm nó lại càng trỗi dậy. Mối quan hệ nó đi đến đâu rồi em ơi? Dạ, bắt đầu gái thì được 6 tháng rồi. Rồi, bắt đầu từ đó ra hẹn hò nhiều không? Dạ. Tụi em cũng hay gặp nhau. Rồi gặp nhau uống nước, uống cà phê, rồi cũng nhắn tin trò chuyện thế thôi đúng không? Dạ. Và mỗi lần như thế gặp như thế mình thấy hạnh phúc không hay là cứ thấy áy náy ngại ngại gì đó? Dạ, tụi em rất là bình thường với nhau đó. Rất là vui vẻ vì bình thường với nhau. Rồi mình chưa làm điều gì nó quá đáng đúng không? Dạ, đúng rồi. Thế và các bạn có nghĩ đến chuyện rằng là có ai đề xuất ý tưởng hay là hứa hẹn là sẽ đến với nhau không? Dạ, tụi em cũng quá từng có ý nghĩ như vậy, nhưng mà tụi em chưa dám làm thôi. Chưa dám làm đúng không? Dạ, nhưng mà cũng có từng suy nghĩ như vậy. Mới suy nghĩ thôi. Thật ra thế này, mình đây là một cái cuộc tình mà giống như là mình đang chơi với dao đó. Lúc này có thể nó không có vấn đề gì, nhưng mà trong lúc chơi á,
vô tình cái lưỡi dao nó cứa vào tay mình hay cái mũi nhọn của nó chọc vô tay mình rồi cũng bị tổn thương nhẹ thì là chảy máu, mà nặng là cũng mệt mỏi đấy. Bởi vì ngay cả khi mình đang có chồng, mình có gia đình rồi mà mình có tình cảm với một người con trai khác đấy, không phải là người yêu cũ, cũng đã thấy nguy hiểm rồi, huống chi như đây lại là người yêu cũ. Thế cho nên là nó rất dễ dẫn dắt người ta đi quá đà, quá xa, rất dễ cho người ta nghĩ rằng là đây mới là mối tình thật. Thật ra thì anh kia anh mất cái gì đâu, mình thì là gái lấy chồng rồi, anh thì chưa có vợ, thế thì gặp lại có người yêu cũ thì cũng được, chuyện cho nước non rồi. Nếu mà nếu không kiềm chế được rồi, từ cái việc hẹn hò nước non, mỗi lần gặp nhau lại kỷ niệm cũ lại dội về, rồi đến lúc mà đưa nhau đi nhà nghỉ hay quá đà là chuyện không quá khó khăn đâu. Thế cho nên là nếu nuôi dưỡng mối quan hệ này thì rồi đích cũng sẽ đến cái chỗ như thế. Rồi bây giờ thì ba mẹ mình biết, chứ đến lúc thì ông xã biết, rồi những người khác biết nữa thì mình thiệt lắm. Đàn ông nó chả mất cái gì, mình là phụ nữ, người ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện mình là gì, có chồng rồi còn bây giờ đi hẹn người yêu cũ. Đấy, chắc là tại cái con này, chứ còn thằng kia nó là trai tân, nó chưa có vợ nó, thì đứa nào rủ nó chả đi. Thế là bao nhiêu tội lỗi là ở mình hết. Thế rồi bên này thì đổ vỡ, quay lại bên kia thì lại không tiến lên được nữa. Thế là rồi mình trở đi mắc núi trở lại mắc sông. Cho nên là ba mẹ em có làm ầm lên, không phải vì chuyện trước đây ngăn cản, mà ầm lên bây giờ càng ầm hơn, bởi vì con gái mình đang là gái có chồng. Bố mẹ phải giữ chứ, ngộ nhỡ mà để chúng nó quá đà ra, rồi bên nhà nội người ta biết, rồi chồng biết, thì có phải là nó ảnh hưởng đến cả ông bà. Cho nên ông bà có làm ầm lên cũng rất là đúng, ai cũng thế thôi, bố mẹ nào cũng sẽ ầm lên thôi, chẳng có bố mẹ nào để dung túng cho chuyện là con gái vừa đi lấy chồng xong bây giờ lại thấy nó nối lại mối quan hệ với người yêu cũ. Thế cho nên thế này, nếu hai đứa mà quyết tâm đến được với nhau ấy, mà phải nói là phải làm ấy, thì thử làm hẳn đi cho nên. Em cứ thử hỏi anh là liệu bây giờ em bỏ chồng anh có lấy em không, để kiểm tra trắc nghiệm lại một vài cái thứ tình cảm xem. Thế rồi anh không sợ rằng em đã từng có một đời chồng rồi à? Thế rồi anh có sợ dị nghị gì rằng là em không phải là người đầu tiên? Thế cho nên là cái chuyện gặp nhau chỉ để uống nước xong cầm tay nhau xong rồi ôm hôn thắm thiết thì nó dễ lắm. Thế nhưng muốn tiến xa ấy, mà muốn hiểu thật một con người ấy, đưa vào tình huống đi. Cậu bảo cậu vẫn yêu tớ gì? Hay là anh bảo vẫn yêu em gì? Thế giả sử bây giờ em bỏ chồng, anh có lấy em không? Thế xong bảo anh vẫn lấy chứ. Anh có sợ bố mẹ anh dị nghị rằng là anh là trai tân mà lấy gái một đời chồng không? Cái đấy anh tự quyết được, anh chiến được chẳng hạn. Thế anh không sợ bạn bè chê cười rằng là trước là người yêu không giữ được để cho cô lấy chồng, xong bây giờ lại quay lại lấy lại người yêu của mình à? Bao giờ người đàn ông quyết tâm được ở miệng, đồng thời có phương án thực sự thì hãng làm. Thế còn thì em thiếu thốn gì đâu mà cứ phải né né tránh tránh, thỉnh thoảng đi bù đắp một tí nước với cà phê này, rồi cái gì đến rồi nó sẽ đến đấy. Mà cái đến này đều là cái rất là nguy hiểm. Nhá, đừng có trách móc là ba mẹ. Anh mà là ba mẹ em, anh cũng kêu thế đấy, cũng sẽ la đấy. Nhá. Vâng, bạn đã nghe rõ tư vấn của chuyên gia tâm lý rồi đúng không ạ? Quan trọng bây giờ là bạn nên dứt khoát mối quan hệ tình cảm mà nó đã cũ rồi, bởi vì quay trở về với cuộc sống gia đình. Và mới lấy nhau 3 năm thì chắc chắn là các bạn vẫn còn một cái phía trước rất là dài để xây dựng hạnh phúc gia đình. Và hãy cố gắng để mà giữ gìn và xây dựng hạnh phúc gia đình bạn nhé. Vâng, cảm ơn bạn. Vâng, chào bạn ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Alo, Lạng Sơn đâu ạ? Vâng, em chào anh ạ. Chào bạn. Được ạ. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Vâng, em muốn có một cái chuyện gia đình này, em cũng muốn làm các chuyên gia tư vấn cho em. Rồi. Là em, vâng,
gia đình em thì nói chung là em kết hôn được 20 năm rồi anh ạ. Rồi. Và em cũng đã có con trai con gái đầy đủ rồi. Nói chung rồi. Là vợ chồng thì sống với nhau bao nhiêu năm cũng rất là hạnh phúc. Nhưng mà vừa rồi em cũng có thấy những máy của chồng em hay là có những cái tin nhắn nó về riêng tư ấy. Thì em phát hiện ra một cô này thì cô ấy cũng ở cùng xóm. Thì mới đầu thì cái tin nhắn nó cũng chưa có cái gì là ấy lắm, thì nó cũng chỉ là hỏi thăm qua lại. Thì em cũng có gặp cô bé này và em nói chuyện là nếu mà làm cái công việc thì nó không thể nào liên quan đến nhau được. Rồi. Vì là cô ấy thì làm công nhân mà chồng em ấy thì là làm lái xe trong công ty khác cơ. Rồi. Nên là, vâng, tức em là đã gặp cái cô gái kia để trao đổi thẳng thắn rồi đúng không? Vâng, em cũng đã nói và cô ấy cũng là bảo là giữa em và chồng chị thì cũng không có cái gì, thì thôi nếu mà có gì sai thì chị cho em xin lỗi. Rồi. Thì em nói là thế nếu mà lần sau mà không có cái chuyện gì thì tốt nhất là em cũng đừng có điện thoại cho chồng chị, bởi vì là nó cũng không có liên quan gì đến, bởi vì cô này cô ấy ở nơi khác cô về làm dâu. Rồi tôi hiểu cái đoạn ý rồi, thế bây giờ là tiếp theo là như thế nào? Vâng, thế xong rồi một thời gian sau thì em lại vẫn thấy tin nhắn, mà tin nhắn thì nó rất là tình cảm bởi vì cũng xưng hô một cách vợ chồng ấy. Em cũng rất là bực mình, thì em cũng có nói với chồng em, thì chồng em cũng bảo là không có cái gì cả, chỉ là cũng buồn nhắn cho nhau thôi. Em bảo buồn thì không thể nhắn cho nhau những cái câu như vậy được, mình là vợ thì khi được xem như vậy thì nó rất là bị tổn thương ấy anh. Rồi. Thì em bực mình thì em cũng muốn là đi xuống tận nhà cô ấy, bởi vì cùng xóm thì em cũng muốn xuống tận nhà để trực tiếp nói với mẹ chồng cô ấy, với chồng cô ấy, ý là em muốn nói ba mặt một lời. Nhưng mà chồng em cũng bảo là thôi em vợ, thôi nó không có cái gì thì thôi, mình đừng có làm ầm lên như thế rồi lại xấu hổ anh với thế nọ thế kia. Thì em cũng rất là băn khoăn, là em muốn nhờ các chuyên gia tư vấn cho em là có nên xuống nói thẳng thắn như thế để nó khỏi có những cái gì nó liên tiếp về sau nữa không ạ? Thấy nghe câu chuyện bạn kể thì tôi thấy là mỗi lần có cái sự can thiệp của bạn khi gặp gỡ cô kia ấy, thì cái mối quan hệ của hai người nó càng gắn bó thân thiết hơn, mà hình như nó lại còn đi vào chiều sâu hơn, kín đáo hơn thì phải, đúng không? Vâng, vâng ạ. Từ lúc ban đầu là nhắn tin sơ sơ ấy, cho đến thời điểm hiện tại là bao nhiêu năm rồi? Nói chung là nó cũng chỉ mới chắc là cách đây độ mấy tháng thôi anh ạ. Rồi. Vì trước em cũng có phát hiện tin nhắn nhưng mà em lại không biết là lần ra cái số đấy của ai. Nhưng mà vừa rồi em mới lần ra cái số đấy thì hóa ra là cái cô cùng xóm với mình. Và cô ấy cũng rất là sợ, bởi vì chắc là chồng em cũng nói là vợ anh nó biết như vậy rồi. Thì... Rồi, thế là ngoài cái tin nhắn với cô gái kia thì là bạn lần ra được nhiều tin nhắn khác không? Có anh ta có lộ ra thêm nhiều vấn đề khác nữa không? Không, cũng chỉ nhắn là hỏi thăm là anh đã ngủ rồi à, chồng yêu của em. Những cái tin nhắn như thế thật sự là em cũng rất là buồn, tổn thương. Cho nên nghe là câu... tin nhắn thì không có nhiều, nhưng mà là cuộc điện thoại... ví dụ như là bao nhiêu phút bao nhiêu giây thì nó hiện trên màn hình ấy, thì là em cũng lấy hết những cái bằng chứng đấy, bởi vì là rồi. Em xuống mà nói chuyện với lại mẹ chồng với chồng cô ta là em sẽ có đầy đủ bằng chứng để mà khi nói để cho cô ta phải nhận như vậy ấy. Thế nhưng mà như thế là cũng không nên chút nào, bởi vì như thế là xâm phạm cái quyền riêng tư của anh chồng của mình đấy. Không, nhưng mà nếu mà nói không nghe là những cái việc đấy thì không, nhiều lúc mà em tình cờ thì cái máy khi nó hiện lên những tin nhắn mà khi mình chưa cả mở máy anh ạ. Mình tôi hiểu rồi. Đang thật như thế nào đấy. Bây giờ băn khoăn lớn nhất của bạn là làm thế nào để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình của mình và để chồng mình tránh xa cái cô gái thôn trên thôn dưới kia đi, đúng không? Vâng, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Rồi xin chào chị. Mình ban nãy là không nghe rõ là bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em là 40 rồi ạ. À, mới có 40 đúng không? Các cháu là hai cháu cũng lớn lớn rồi. Vâng, con nhà em thì cũng 17, 18 rồi ạ. Ồ, thế hả? Quay đi quay lại là mẹ chồng, mẹ vợ đến nơi nhỉ? Dạ, vâng ạ. Này, mình làm gì? Em làm thiết kế thời trang ạ. Wow, thế chắc người cũng ăn mặc thì cũng được lắm đúng không? mà cái người mà làm thiết kế thời trang thì 10 người thì cả 10 người đều biết, rất là biết giữ gìn cái nhan sắc cũng như là biết ăn mặc. Và cái người biết ăn mặc thì đều biết trang điểm. Đoán rằng chắc mình cũng rất là dễ coi. Vâng, về cái phần đấy thì em cũng không tệ lắm ấy nhỉ. Đấy, thì đang định nhắc nhưng mà thấy thế này thì cũng yên tâm rồi. Tưởng là 40 xong bây giờ nó sập sệ quá, xong suốt ngày chỉ thấy đi chợ bán su hào, xong rồi về nhà để theo dõi điện thoại của chồng thôi thì khổ quá. Nhưng mà mình thì không sao cả.
Thật ra thế này, mình đầu tiên mình phải xác định rằng là cũng con người ta không thể có một cái gọi là một cái gì ấy, bảo hiểm rằng chắc chắn rằng trong suốt cuộc đời con người ta không có chuyện gì xảy ra. Một người đàn ông mà như ông xã nhà mình ấy, cũng vợ chồng lấy nhau cũng ngót 20 năm rồi. Trước đây cũng thôi cứ cho rằng là mình không biết gì thì cuộc sống nó cũng cứ yên ổn, không có vấn đề gì. Mà gần đây thì mới có một vài vụ, mà vụ con nhất cũng đến chuyện nhắn tin. Mà gọi chồng ơi với vợ ơi, này con trai nhà mình nó mới học lớp 6, nó cũng nhắn tin cho bạn gái, nó cũng gọi là vợ với chồng với chết chứ. Cái chuyện bây giờ cái câu vợ cô chồng nó dễ dàng lắm, chứ nó không như ngày xưa mà nói vợ chồng là kinh khủng lắm. Học ở trên mạng ấy mà, thậm chí còn không viết nói chữ vợ mà còn viết tắt rồi VK rồi là chồng là CK nó vân vân. Đấy là ngôn ngữ mạng, chắc là anh chị cũng rảnh rỗi hay lướt mạng rồi thế thôi, chứ cũng chẳng có nghĩa là coi ông ấy như chồng. Bởi vì thứ nhất mình phải xác định nguy cơ để mà cô ấy cướp chồng mình là nó không lớn. Thứ nhất là cùng thôn nọ thôn kia, thứ hai là cô cũng đang có chồng, thứ ba là người ta cũng phải muốn giữ cái của nhà người ta. Có chăng thì chắc là ông chồng nhà mình cũng khéo mồm khó miệng và trông cũng đẹp không? Đẹp trai không? Cũng đẹp trai. Đấy, lại khéo mồm khó miệng là đẹp trai, xong rồi lại các anh lái xe. Thường thì em lại toàn thấy là cô gái kia nhắn tin và gọi điện nhiều hơn là chồng em nhắn và gọi cho cô. Rồi, phụ nữ hay thể hiện cảm xúc bằng lời. Anh ơi nhớ lắm, chồng ơi có nhớ người ta không? Còn đàn ông thích là ông gọi một cái là xong, chứ ngồi đấy mà lại nhắn là nhớ lắm thương nhiều thì không có nhiều đâu. Cho nên mình không lấy cái đoạn là chồng mình không nhắn tin mà đoán là thế nọ thế kia. Chắc có thể cũng có những cái lời qua lời lại đong đưa, nhưng mà chắc nó chưa nguy hiểm. Một là một đôi mà quý nhau, thích nhau mà đã... xin lỗi đây, mình cũng cứ nói thật là đã đấy, đến cái mức độ mà đi ngủ với nhau rồi ấy, thì sau đấy ít lời lắm, thường là sẽ gọi là rất là kiệm lời. Mỗi lần gặp nhau chỉ đánh tiếng hoặc là nhắn tin ám hiệu ký hiệu thôi. Thế còn đây mà vẫn còn chồng ơi ngủ chưa, mệt không, có nhớ em không, thì nghĩa là chưa có gì lắm đâu. Là đang thời gian tán tỉnh thằng anh. Đúng rồi, nó còn mơn mơn như thế thì nó mới thế. Và cũng có thể thế này, cô kia cũng là phụ nữ, mình cũng suy từ bụng ta ra, đúng không? Ông chồng kia có thể là ông cũng được, nhưng mà vì ông là người kiệm lời, cũng không biết chiều chuộng phụ nữ, không biết nói lời ăn này. Thế mà ông xã nhà mình là người đáp ứng được cái đó. Thấy cũng hay, chồng mình đủ mọi mặt là tốt. Ông kia thì tốt, thì khỏe, nhưng mà không biết tâm lý phụ nữ chẳng hạn. Thế thì trước hết là xác định là nguy cơ nó không lớn. Mà cô ấy cũng chẳng phải là gái tân gái tơ để quyết tâm chọc phá để gia đình mình nát ra để cô ấy lấy chồng mình. Và chồng mình chắc một người đàn ông cũng không dài. Đây cho rằng là một vụ cảm nắng cảm nhẹ. Mà cảm thì uống thuốc cảm thôi chứ đừng uống kháng sinh nhá. Cái cảm này một là có thể tự đề kháng. Có người là cảm nhẹ là người ta chả thèm uống thuốc nữa. Để cơ thể nó tự kháng rồi vài ba ngày nó sẽ hết. Hoặc là nếu có uống thì uống những cái liều nhẹ thôi. Bây giờ ấy, mình lại không thèm, việc đích của mình không phải là đến để chọc phá nhà cô kia hay nói cho gia đình nhà cô kia biết. Bởi vì khi mà đã làm người gia đình người ta tổn thương, rồi ông chồng cô mà biết ra, ông chồng cô cho cô một trận rồi đuổi cô ra đường mà. Ông chồng nhà mình sẽ thương cô ấy bởi vì mình mà liên lụy mà cô ấy khổ. Thành ra là người ta níu lại với nhau đấy. Và khi lúc mà cô ấy không còn gì để mất ấy mà, thì cô cũng chơi luôn với mình đấy. Thế thì thôi. Cái người quan trọng nhất chính là cái ông chồng nhà mình, chứ không phải là cái cô kia. Cô kia cứ nhắn chồng ơi, này em ơi em đừng nhắn linh tinh, vợ anh nó biết rồi đấy. Thế thì lần sau người ta dám nhắn nữa, đúng không? Ở đây lỗi là lỗi ông nhà mình cũng lại thích được gọi chồng ơi, vợ ơi rồi là ấm mờ cơ. Cho nên là mình thứ nhất là từ bỏ cái chuyện là phải đi làm ra môn ra khoai ba mặt một lời. Đây không phải là một món hàng gì để mà dứt khoát là chị có mua không nữa, không mua để tôi, đúng không? Nói chuyện tình cảm thì ta phải làm theo kiểu tình cảm. Dỗi hờn đi, cắt cơm cho mấy bữa thôi. Bây giờ thì đấy, có cô kia cô quý cô yêu đấy, suốt ngày nhắn tin vợ ơi chồng ơi thì về mà ăn với cô ấy đây, thiệt thòi lắm rồi, đã suốt ngày ở trong cửa hàng cửa hiệu chả được đi đến đâu, chồng không quan tâm, đã hầu hạ cơm nước lại còn chả được cái gì, cứ giả mặt làm hờn làm dỗi làm căng căng này làm để cho ông ấy xem ông thái độ ông xử lý thế nào. Hai nữa là mình còn không thèm quan tâm nữa cơ.
trước đây cứ cha hỏi, bây giờ muốn làm gì thì làm, tối ta cũng ngồi ta cũng chat điện thoại, xong rồi cũng cứ cười hí hí một mình, chả có gì cứ đáng cười, cứ giả vờ mà cười để ra vẻ mình cũng đang chat với ai đó vui lắm ấy, chọc cho ông thấy rằng này đây nhá, làm thời trang nhá, cũng còn ngon còn xinh lắm, ông đừng tưởng là một mình ông mới có người thích nhá, đây không muốn chứ muốn cũng đầy, ví dụ như vậy. Tức là mình tăng cường cái sự hấp dẫn của mình, tức là cái nội lực. Thế rồi lại có một vài những cái mẹo này khác nữa để cho ông giật mình quay trở lại. Thế còn đừng làm to chuyện, bởi vì có to thì đưa ra pháp luật thì chẳng được, bởi vì người ta mới nhắn tin, chả vi phạm cái gì. Xin lỗi là do trêu quá đà. Thế thì còn thì mà cả làng cả tổng người ta cũng biết rồi, thì rồi sau đấy cứ chỉ trỏ là chồng chị với lại cái cô kia thế này thế khác, là đúng là một cách mà làm cho hai người cũng đều bị tổn thương, mà những người đang bị tổn thương dễ đến với nhau hơn nhá. Rồi em cũng rất là băn khoăn đấy, cũng muốn hỏi để em cũng biết được cách để mà mình làm sao để cho nó hài hòa đôi bên ạ. Hãy xác định đây là một cú cảm nắng thôi, mà đừng có tiêm kháng sinh liều cao mà lại hại hơn nhé. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Vâng. Chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Tuyên Quang. Alo, thính giả gọi điện từ Tuyên Quang phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Vâng ạ, chị cho em hỏi là em, vợ chồng em lấy nhau thì cũng được, em cưới nhau từ năm 91. Em vâng. Cũng được ba cháu, hai gái và một trai. Cháu con trai thì nó bị khuyết tật. Vâng. Vợ chồng em sống với nhau thì rất là hạnh phúc. Alo? Vâng, alo, em đang... vâng, chị thì... có thể nói to lên một chút. Vâng, từ năm 2017 đến giờ thì em phát hiện với chồng em ngoại tình. Thế em cũng nói chuyện với chồng em thì chồng em bảo em là chồng em đi ra ngoài kiếm con trai. Đấy. Thế thì em cũng từ năm 2017 đến giờ thì em cũng phân vân mãi trong lòng là bây giờ thì con em thì nó bệnh tật, thế mà nó không biết nói. Vâng. Thế chồng em ra ngoài nếu mà kiếm một con trai thì nhỡ đâu sau này em già trước thì chồng em đưa con trai về đấy thì hai đứa con gái em nó biết sống như thế nào, và cái đứa con không biết nói của em đấy thì liệu có được an toàn hay không. Thì em cứ mấy năm nay trong lòng em cứ băn khoăn mãi, thì em không biết chia sẻ cùng ai, thì em muốn gọi và hỏi chương trình tư vấn cho em ạ. Vâng, từ năm 2017 đến nay thì là vâng chị phát hiện ra là chồng của mình có mối quan hệ vâng với người phụ nữ khác đúng không ạ? Vâng ạ, vâng ạ. Và anh ấy thì cũng đã thú nhận. Vâng ạ, và... vì em bắt được tận nơi chứ có phải em cũng... Thì em nói thật với chị là em thì cũng kinh doanh tự do thôi. Thì vâng, em nói tóm lại là cái ra xã hội thì em cũng không phải là ngốc ngoản lắm. Cho nên là em cũng bắt được chồng và em âm thầm em chỉ tâm sự với chồng. Thậm chí em có một cháu đầu nó lấy chồng hai con rồi, nhưng em cũng không muốn nói cho cháu biết. Vâng. Vâng. Vâng, thế là mình cũng giữ kín để giữ thể vâng diện cho anh ấy đúng không? Vâng ạ. Và hai vợ chồng thì cũng đã có những cái trò chuyện, nhưng mà có vâng vẻ như là cái mong muốn của anh ấy có một đứa con trai thì vâng ạ. Vâng, vẫn trong lòng anh đấy vẫn không nguôi đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ cho chị cái lời khuyên ạ. Vâng ạ. Rồi, xin chào chị. Vâng ạ, em chào anh ạ. Mình thì bốn mấy rồi? Dạ. Em năm nay bốn mấy tuổi? Em năm nay em 46 tuổi anh ạ. À, 46 hả? Cháu vâng lớn ạ là lấy chồng rồi cháu? Vâng ạ, cháu lớn lấy chồng được hai cháu rồi ạ. Rồi, cháu gái thứ hai thì chưa? Cháu út là thứ ba, còn cháu con trai thì là thứ ba. Thì, à, con cháu con trai thứ hai thì cháu bị bệnh. Con cháu út thì năm nay mới học lớp 5 ạ. À, rồi. Vâng. Này, thế mình phát hiện ra anh ấy... cặp bồ từ năm 2017, thế khi mà tâm sự anh ấy bảo anh ấy chỉ muốn kiếm một đứa con trai thôi, thế xong mình cũng đồng ý hả? Không anh ạ, lúc đấy thì em cũng có bảo với chồng em thế này nè, nếu mà anh ý định của anh mà anh bảo anh kiếm con trai, chồng em bảo rằng là chồng em không muốn mất dấu, chồng em bảo thế, thì là em cũng bảo với chồng em này nè, nếu như mà như thế thì là anh theo em thì vợ chồng mình sống ly hôn đi. Thì em sẽ cái xe nhà em thì kinh doanh buôn bán tự do mà anh rồi. Thì em bảo rằng là vốn liếng và một cái xe ô tô đấy thì em cho anh tất.
Thế còn nhà cửa và tài sản đây thì anh để lại cho mẹ con em. Ừ. Thì em sống như thế này để em lo cho con em. Thế sau này, ví dụ như là em già đi, thì hai đứa con gái em nó lo cho em nó và anh nó. Rồi. Thế bây giờ anh đi kiếm về, thì thực ra là nó cùng bố nhưng nó không cùng mẹ. Bây giờ nó cùng máu mủ kia cũng tranh giành nhau tài sản, đâm chém nhau, còn huống chi là con em và con của em và con của người khác. Thế mà trong khi đó con em thì nó có mồm ăn nhưng không có mồm nói, thì có thể là người ta con mình thiệt thòi dễ bị bắt nạt đúng không? Vâng ạ. Thì em mới bảo đấy, em bảo toàn với lại như thế. Còn thực ra nếu như tài sản vợ chồng mình làm ra bấy nhiêu năm, em có già em chết em cũng không đi được, mà em cũng không cho ai, và em chỉ như thế thôi. Thì lúc đấy chồng em cũng bảo được rồi, tao nhất trí. Thế nhưng mà tao nhất trí là nhất trí cái gì? Nhất trí không là nhất trí là bảo ly hôn à, và như thế. Thế nhưng xong quá trình một thời gian thì chồng em lại không đồng ý như thế, và cứ sống âm thầm và như thế. Thế em nhắc lại đến lần thứ ba thì chồng em cũng vẫn cứ im như thế, không nói gì. Và từ đấy đi em cũng thực ra với anh là em cũng rất nuốt hận trong lòng. Em cũng không muốn khơi gợi ra làm gì những cái chuyện mà em cũng không muốn khơi gợi cái chuyện ra nữa. Thì em cũng kệ chồng em như thế, nhưng trong lòng em vẫn làm ăn bình thường. Nhưng em cứ nghĩ rằng là mình nên sống với chồng như thế hay là mình nên chia tay. Dạ. Em phân vân như thế thì em nên hỏi chương trình tư vấn với em ạ. Thật ra thế này này, từ năm 2017 đến nay mà anh muốn là có đứa con nhưng đã thành công, đã thấy có thấp thó ở đâu đứa nào chưa? Cái đấy vì chồng em là đi suốt ngày thì em cũng không thể biết được anh ạ. Vì chồng em cứ đi, có khi chồng em đi giao hàng thì sáng đi tối về hoặc đến mai mới về, thì cái này em cũng không thể biết được ạ. Rồi. Anh nghĩ thế này này, lúc ấy mình bắt được hình như bắt quả tang đúng không? Mình biết được cái mối quan hệ đó, anh ấy bí quá thì anh ấy xoa dịu mình bằng cách là thật ra thì anh chỉ muốn rằng đi qua lại với cô này là mong muốn có đứa con, chứ chẳng có yêu đương, không có tình cảm gì, là mục đích lúc ấy xoa dịu mình. Chứ cũng chưa phải chắc đã phải là âm mưu đi kiếm con. Mà thật ra thì trong cuộc sống mà anh ấy kinh doanh buôn bán rồi đi chở hàng giao đồ, thì đôi khi có những mối quan hệ nó bất ngờ nó nảy sinh. Rồi thôi thì mình biết rồi đấy, đàn ông đàn an có những cái lạ mà nó không cưỡng được thì duy trì mối quan hệ thế. Chứ chưa chắc đã phải vì một, nếu một người đàn ông thiết tha mong muốn có con thật sự, một sẽ ép vợ đẻ. Mình năm nay 46 mà cách đây mấy năm là cũng còn ngon đúng không? Thì đã chắc chắn đã bàn nhau rằng là nhà anh đấy, anh là con trai đầu, con là trai cả này. Rồi nhà có mỗi thằng cu, hay là em ơi, mình gắng mình sinh xem may ra trời thương trời cho đứa con nữa để bù cái đứa khó khăn kia. Thế nhưng mà đây anh không đặt vấn đề, không gây sức ép gì cho mình về cái chuyện sinh đẻ tiếp. Thứ hai, nếu mà người đàn ông thiết tha mong muốn gửi giống ở một nơi khác ấy, người ta sẽ xây dựng mối quan hệ nó bền vững, bền chặt, duy trì với một người. Đặc biệt là cũng phải chọn, gọi là chọn mặt gửi vàng, cũng phải cái nơi ấy là phụ nữ cũng phải tử tế đàng hoàng, bởi vì sau này sẽ nuôi cái đứa con mà để cho anh mong muốn là nối dõi cơ mà. Chứ không thể lang chạ nay chỗ này mai chỗ khác để mà nhặt nhạnh một đứa nào đấy để về để làm gọi nối dõi thông đường được. Thì mình không thấy phát hiện cái mối quan hệ nào mà nó bền chặt theo kiểu dài lâu. Còn thì cái chuyện mà đi ra ngoài mà có thể nay cô này mai cô khác có lẽ cũng chỉ là vấn đề sinh hoạt và giải quyết sinh lý thôi, đúng không? Rất hiểu rằng người mẹ nào cũng thế, đôi khi chẳng nhận tất cả phần thiệt về mình. Cay đắng lắm mà khi biết chồng mình thế, nhưng mà bây giờ cái nỗi lo cho con nó còn lớn hơn, nó át đi, mình không lo cho mình nữa, chấp nhận buồn mà lo chỉ lo ngộ nhỡ sau này về đấy tài sản tranh giành, đặc biệt là nếu con nó khỏe mạnh khôn ngoan không sao, con mình lại thiệt thòi đúng không? Nhưng trước hết thì phải xác định thế này này, con mình cũng là con anh ấy. Chẳng phải là sau này mình đấy, mình cứ lo xa là mình ngộ nhỡ sau này mình mất sớm rồi con mình sẽ rơi vào tay anh ấy. Cái đấy thì không ai nói trước được điều gì. Nhưng mà mình cũng luôn luôn rằng là con cũng ở với bố, và anh ấy cũng không phải là người chắc là tệ bạc gì lắm với con, đúng không? Vâng, em ngang lời anh con. Chồng em thì thật ra chồng em rất là tốt và rất là yêu thương vợ con. Chứ chồng em cũng không có cái gì bảo rằng là thế nọ thế kia. Thế nhưng mà từ năm 2017 đến giờ thì mà em nói thật với anh là em cũng chồng em như thế, nhưng mà không bao giờ là em đay nghiến hoặc gì, em cứ nói chuyện rất tình cảm. Mà em còn tình cảm hơn những lúc chồng em chưa như thế. Vâng ạ.
Thôi thế thì đấy đấy là cái quyền lựa chọn của mình, đang nói vấn đề là lo cho thằng cu thì mình thứ nhất là đừng lo quá, bởi vì nó là con mình nhưng cũng là con ruột của anh ấy, mà anh ấy thì là bố có trách nhiệm. Cái điều thứ hai nữa là thôi bây giờ mình làm ăn buôn bán mình cũng xác định là mình giữ gìn sức khỏe đấy, mình nói rằng chỉ cần mình mà ốm đau mình làm sao mình có sơ sẩy sớm ấy mà, thì người đầu tiên khổ sẽ là cái cậu bé mà nó đã thiệt thòi. Thế thì mình phải giữ gìn sức khỏe. Cái thứ hai nữa mình xác định tinh thần đi, mình mở một cái tài khoản ngân hàng thôi thì gọi là tiết kiệm đấy. Sau này đây ví dụ đây là mình lo rất là xa của tấm lòng của người mẹ mà mai kia đến lúc mình 60, 70 mình bảo thôi bây giờ đấy em nói như thế đấy, mẹ có cái tài khoản 400 triệu đấy, giao cho một cô em gái nào đó hay chị gái là hàng tháng rút lãi ra lấy cái tiền đi chi tiêu cho em, còn cái gốc ấy thì ABC, tức là mình cũng có những cái món nọ kia, nếu có điều kiện nữa thì mình thì nghiên cứu mua cho nó một cái hợp đồng bảo hiểm. Để ngộ nhỡ có vấn đề gì về sau này ốm đau đi viện như vậy, hoặc là có sơ sẩy thì cháu nó cũng có được hỗ trợ. Thế thì mình không bù đắp, mình không thể sống mãi với con thì mình phải lo cho con rằng nếu con làm sao nó cũng có những cái nền tảng tài chính vững chắc nhá. Đặc biệt là mình tâm sự với hai cô con gái, một đứa là chị, một đứa là em, rằng em nó cũng thiệt thòi, có bao nhiêu cái tội cái nợ của nhà nó gánh đỡ đi cho đấy. Chính vì mà nó như thế mà bố mẹ mới làm ăn được thế này, hai chị với em với may mắn trong cái chuyện học hành chồng con, tức là mình động viên tinh thần mà để đi gán cho các em nó một cái trách nhiệm rằng là rồi sớm muộn không cô chị thì cô em phải dây bầu mang quả bầu, phải lo lắng đến cho tương lai cho các em. Lo ở đây không phải lo kinh tế tài chính, bố mẹ sẽ có trách nhiệm lo cái đó, nhưng mà thương em rồi sau này nọ kia. Và hai nữa mình có nhà có cửa này, mai kia mà tức là mình hình như hơi bị lo xa quá, thôi cũng cũng được thôi, nhưng mà nhá, quan tâm đến sức khỏe bản thân, mình còn làm chỗ dựa cho con đấy, thậm chí cho cháu nữa. Đúng rồi, em cũng nghĩ như thế, cho nên là em rất sống thoải mái để cho em lấy cái sức khỏe để cho con cái em. Thêm một năm là thêm đỡ đi khổ thân nó. Thế còn để hỏi thêm một tí này, cậu bé năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu sinh năm 96, năm nay ngoài 20 rồi ạ. Sinh hoạt của con thế nào, có tự lập không, tất cả như nào, cháu thực ra nó thế nào? Không tự lập được đâu ạ, mẹ vẫn phải phục vụ hết ạ. Ban nãy nói là mồm ăn thì có, mồm nói thì không, thì cứ nghĩ rằng cháu nó bị khiếm thính, tức là nó không nói được. Cháu nó trước kia nó nhỏ thì em cho đi khám thì bác sĩ nói là cháu nó bị bại não bẩm sinh ạ. Rồi. Thế nên bây giờ thì lớn rồi nhưng mà nó như đứa trẻ đúng không? Vâng, đúng mình rồi phục vụ. Đấy, thế thì nên là mình mới rất cần là thứ nhất là giáo dục các cái đứa chị đứa em để nó có một cái tinh thần thương xót các em sau này. Em thì nói thật với anh là em được hai cháu gái thì rất là khôn ngoan bình thường. Một cháu thì năm nay mới học lớp 5 thì nó vẫn còn nhỏ thì chưa biết thế nào, nhưng cháu lớn nó lấy chồng ngay cạnh nhà thì cháu rất là ngoan. Cháu thì nó rất là ngoan và cũng lấy được cháu con rể thì cũng bây giờ thì cũng rất là ngoan. Thôi, không có... thế thì thế này đã nói rằng là đấy là một cái nền tảng quan trọng nhất đấy. Chứ còn thì mình chỉ có lo tiền không mà không giáo dục nhắc nhở hay là gắn kết lại với anh em nhà nó. Sau này tiền của bố mẹ để lại thì nó vẫn lấy, nó vẫn tiêu. Nhưng mà thằng em hay thằng anh mà khuyết tật thì nó bỏ đói thì cũng tội, đúng không? Nha, bên cạnh tích góp tiền bạc thì cố gắng duy trì sống lạc quan, vui khỏe để còn làm chỗ dựa cho con, cho cháu. Rồi đặc biệt thì lưu ý đến chuyện là cho các cháu một cái tài khoản ngân hàng hoặc là bảo hiểm để cháu nó có làm sao thì nó cũng có đỡ thiệt thòi. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho chị sẽ giải quyết được chuyện gia đình mình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Dương phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì thế ạ? Câu hỏi của tớ là muốn nhờ chương trình
tư vấn giúp mình là bây giờ chồng mình bỏ đi 6 năm nay rồi, bắt cô âm tính không biết là sống hay chết, mà bây giờ các con thì trưởng thành chuẩn bị lấy vợ rồi, thế mà nghe nói là anh có vợ hai, thế mà không có hồi âm ở lại, giờ mình phải làm thế nào để sau đấy anh về anh tài sản kinh tế gia đình nó còn liên quan đấy ạ. Vâng, tức là anh nhà chị thì bỏ nhà ra đi đã 6 năm và không có một liên lạc gì. Dạ, vậy thì trong cái khoảng 6 năm đấy thì chắc là chị và các cháu vẫn có liên lạc với bên nhà nội đúng không ạ? À, tất cả bên nội thì về gia đình nhà cháu nội thì ai cũng quý mến mẹ con, bởi vì mẹ con là lo liệu cho ông bà. Vâng. Đến mức mà ông bà nằm xuống rồi ốm đi viện là đều mẹ con nhà mình là lo cho các cháu ạ. Vâng, có... ông bà. Vâng, thế có nghĩa là anh cũng không liên lạc về với bên nội đúng không ạ? Bố mẹ chồng chết hết rồi mà cũng không biết là bố mẹ còn sống hay chết. Một mình là với gia đình nhà chồng ấy, tớ là dâu trưởng là đứng ra là lo liệu hết cho ông bà. Vâng, và bây giờ thì gia đình thì có nhiều chuyện cần giải quyết và muốn có sự có mặt của anh đấy đúng không? Chị cũng băn khoăn không biết là sẽ có cách nào để... Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn và sẽ có những cái lời khuyên dành cho chị ạ. Dạ. Rồi, xin chào mẹ cháu. Em chào anh ạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi? Sắp lên bà ngoại à? Sắp bà nội à? Năm nay em lên 49 ạ. À, cũng trẻ quá. Anh ấy đi bao lâu rồi? 6 năm? 6 năm mà trước khi đi ấy là ông xã như thế là nô đề cờ bạc, thế là cắm cả trốn nợ. Mẹ con là cũng lại chuộc sổ đất về cho, cái động viên để trang công giả lợ. Thì ở nhà giả lợ xong rồi ở nhà được 10 tháng là bỏ đi là đánh cả ô tô đi, vì nhà có ô tô du lịch mà đánh cả ô tô đi, mà 6 năm nay bạch vô âm tính, bố mẹ bây giờ là chết hết rồi, là cũng một mình mẹ con là non hiệu cho ông bà lộ. Liệu là ông ấy có còn ở trong Việt Nam không? Thì chỉ nghe nói là vào trong Việt Nam với một cô nào đó cùng ở ngoài Bắc này vào trong đó. Thế hả? Mang cả xe đi, xe cộ, có biển số xe, có đăng ký xe, có biển, danh tính. Dạ, biển số xe thì là khi mà đi là bán cho một người bên Hưng Yên, là em sang đến nơi là em sẽ nhìn thấy cái xe của em thì bảo bán cho, xong đi người không cần tiền đi vào trong đó. Thôi, tóm lại thế này này, ông ấy còn sống hay ở Việt Nam hay đi ra nước ngoài hay là đang ẩn giật ở Lào, Campuchia hay là đang định cư ở trong một cái khu rừng bí ẩn nào đó của Tây Nguyên thì đấy là quyền lựa chọn của ông, mình cứ đoán thế cho thế, chứ còn bây giờ mình lo cái việc của mình là chính thôi đúng không? Các cháu lớn là nó xây dựng gả vợ gả chồng cũng mong muốn là ngày hôm vui có bố có mẹ, nhưng nếu như không đủ thì cũng không sao, cơ bản nhất sợ rằng là đùng một cái ông ở đâu ông về ông thân tàn ma dại, hoặc là không phải thân tàn ma dại mà ông lại đưa thêm một cô vợ và một hai đứa con bé xíu, vì ông bảo như vậy là phải chia một nửa đất hay là có quyền nọ kia, thì mình nó bị bất ngờ rồi nó không hay đúng không? Về mặt nguyên tắc ấy, một người dù là đàn ông hay phụ nữ đã bỏ gia đình đi tới 6 năm, thậm chí theo luật là không phải đến lâu như thế đâu ạ, 3 năm mà không có tin tức gì thì mình hoàn toàn có quyền là tuyên bố là mất tích. Với điều kiện không phải là tự nhiên mình tuyên bố là chồng tôi mất tích rồi, mình làm một cái đơn đưa lên tòa án nhân dân huyện, hiện nay mình ở đâu nhỉ? Dạ, em ở Hải Dương ạ. Ở Hải Dương huyện gì đó. Nếu mà thành phố thì Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, còn nếu ở huyện thì Ủy ban nhân dân huyện trình báo rằng đấy, chồng tôi tên như thế, chứng minh thư như vậy, bỏ nhà ra đi ngày ấy ngày đó, suốt trong 6 năm vừa rồi không có tin tức, nay chúng tôi mong muốn là anh ấy trở về còn sống hay là như thế nào thì trở về để giải quyết một số việc gia đình. Thì đồng thời cái đơn ấy của mình sẽ gửi lên cho phát thanh, đài phát thanh truyền hình Hải Dương. Có thể nữa thì đài truyền hình phát thanh Hưng Yên, ví dụ những cái khu vực nào đó. Thì thứ nhất là mình công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, mình làm đây cho đúng luật đấy mà. Đấy, tôi đã nói trên đài, tôi đã tìm ở trên TV của Hải Dương, Hưng Yên. Đồng thời tôi cũng trình báo cho tòa án. Và tòa án người ta ra quyết định, người ta cũng, hoặc là trên truyền hình người ta thông báo là anh Nguyễn Văn Tý, 48 tuổi, sinh ngày ấy ngày nọ, ở đây ở đó, bỏ nhà đi ngày ấy ngày đó. Đúng ngày 30 tháng 12 năm 2000 bao nhiêu đó phải về để giải quyết gia đình. Sau ngày đấy mà không có mặt thì tòa án sẽ tuyên bố mất tích. Đó. Thì mình làm cho kín kẽ và tất cả thì tòa người ta sẽ quyết định theo cái việc sau ngày đấy mà anh vẫn không trở lại
thì tuyên bố mất tích nghĩa là gì ạ? Đương nhiên mình không còn là hôn nhân nữa, mình mất chồng, mà mình mất chồng thì đây là một cái cuộc ly hôn không ai mong muốn, đúng không? Cũng tương tự như là một người quá chồng thôi. Thế còn thì sau này thì thế nào đấy thì lúc đó tùy tình hình mà mình lại xử lý theo pháp luật thôi. Hiện nay thì cứ nói chuyện với các cháu nó cũng lớn rồi, đứa sắp lấy vợ lấy chồng rồi. Các con bây giờ chơi Facebook nhiều đấy, sử dụng Facebook mạng xã hội ấy. Các con cứ vào những cái nhóm nọ nhóm kia đi, các con cứ đăng một cái tin đi. Mình tìm bố, bố mình tên là, ví dụ như bố mình tên là Đinh Văn Toàn chẳng hạn. 50 tuổi, quê ở Hải Dương, bỏ đi từ nào, nghe đâu là trước đây sinh sống ở Kon Tum, nay đã trở về Đắk Lắk. Nếu ai biết bố mình người như thế thì báo rằng là thế này thế nọ kia về gia đình, hoặc là mình là con trai đây, báo cho mình số điện thoại này. Nhiều người ta còn tìm con cháu lạc 30 năm, thậm chí còn tìm được mộ liệt sĩ thông qua cái mạng xã hội ấy. Mình thì đôi khi mình cũng ít để ý, mà nhưng mà các cháu thì nó lớn rồi đấy, tận dụng cái đó đi để tìm bố trong 1-2 tháng. 1-2 tháng không được thì ta làm đơn ra tòa án nhân dân huyện nhé, để có một cái quyết định là tuyên bố mất tích nhé. Vâng, vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Hy vọng rằng là trong thời gian tới thì gia đình nhà chị sẽ có những cái manh mối thông tin để tìm được anh đấy, và hai vợ chồng sẽ cùng giải quyết việc gia đình. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Alo, Phú Thọ đâu ạ? Alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đấy, câu hỏi của bạn là gì vậy? Em muốn gặp chuyên gia tâm lý nào đó không anh? Bạn trình bày câu hỏi đi, các chuyên gia của chúng tôi đang nghe đây. Dạ vâng, em như em đã trình bày ở trên đài là cuộc sống của em có một người chồng. Thì cách đây khoảng độ 1 tháng em có lên ngoại thì chồng em gọi một cô gái về nhà. Nhưng mà trong khi hôm đó em về thì em lại không báo trước. Thì về đến nhà thì em định vào buồng để xem, vào buồng để cất quần áo thì trông thấy một cái cảnh tượng coi như là cảnh tượng này là coi như là em không muốn nhìn thấy luôn em. Rồi. Và lúc đó thì em đang định là đợi để em định vào bắt quả tang. Nhưng mà em lại nghĩ lại thì em ra em định định xem là chồng em sẽ ứng xử với thế nào khi thấy em về nhà. Thì cô gái từ trong phòng bước ra. Thì lúc đó em định sang tát cô ta một cái cho vỡ tức thì chồng em lại bênh cô ta. Thì em mới hỏi chồng em chuyện là như thế nào thì chồng em không trả lời một câu nào. Thì bây giờ em không biết là nên gỡ rối và đợi từ đâu, và xin chuyên gia cho câu tư vấn là em nên có nên ly hôn hay không, hay là nên làm như thế nào ạ? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em 26 tuổi ạ. 26 tuổi, thế là lấy nhau được mấy năm? 2 năm ạ. Có con chưa? Dạ em chưa ạ. Chưa có con, thế là đợt vừa rồi là về nhà ngoại. Thế đột ngột quay lại thì thấy anh ta dẫn một cô gái vào trong buồng ngủ của mình, và có những hành vi không thể chấp nhận được, đúng không? Thế thì bạn có tìm hiểu cô gái là ai không? Cô gái đó không ai khác, chính là cô gái bạn thân của em ạ. À thế à? Vâng. Thế bây giờ thì là bạn đang về nhà ngoại hay là vẫn đang ở nhà riêng đấy? Bây giờ thì em đang ở trên ngoại ạ. Bởi vì về hành vi không chấp nhận được thì em không đi, thì em ở làm gì cho tức anh. Thế à? Thế là các bạn ở riêng hay là ở cùng với bố mẹ chồng? Và em ở chung với bố mẹ chồng ạ. Thế à, thế thì bố mẹ chồng có biết cái vụ việc đó không? Dạ, bố mẹ chồng em đi làm không ai biết được đến sự việc này ạ. À rồi. Và đến bây giờ thì chắc là bố mẹ chồng của bạn vẫn không biết, bởi vì bạn không nói ra và chồng bạn thì cũng không nói ra, đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, thế cái cô bạn thân của bạn ấy có thanh minh về cái hành vi vừa rồi là như thế nào không? Cô bạn thân của em này thì đang đi học ở Đại học Y gần đây ạ. À thế à, cô ta có chồng chưa? Cô ta có một đời chồng nhưng bỏ rồi anh ạ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, chào em. Dạ vâng, em chào anh ạ. 26 tuổi à? Dạ vâng ạ. Hiện nay đang làm gì? Con đi làm không hay đang ở nhà ngồi tức thế này thôi? Con đi làm công ty hay là... Em đang ở trên ngoại nên là không đi làm gì anh ạ. Không như bình thường thì trước đây con đi làm gì không? Mình... Dạ, trước đây em có, nhưng mà sau khi em hút thai thì em nghỉ anh ạ. Ồ, tức là mình lại còn gần đây là bị tai biến hay là một cái gì đó mà mình phải đi hút thai hả? Dạ, em bị chết lưu anh ạ.
Thế thì cái việc em có biết không? Hay là mình tự mình đi làm? Em có thai, nhưng mà em có thai thì em vẫn biết. Nhưng mà em nghĩ là em đi làm được cho nên em làm. Nhưng mà không ngờ cái lúc đấy là em làm nên là nó phải động thai nên là nó mới chết lưu anh ạ. Rồi rồi. Từ hôm mà em mà bỏ về ngoại ở và bắt cái quả tang đến nay thì anh ấy thay độ thế nào? Em thấy em về ngoại thì thỉnh thoảng anh ấy vẫn gọi điện lên hỏi thăm, nhưng mà coi như là em tức nên em không nói gì, em cúp máy em không nghe ạ. Đúng rồi, mình còn đang ở trong cái cơn tức. Thật ra thì anh ấy cứ nói vui thôi, tức là anh cũng là cái người không may thôi. Đấy là đợt vừa rồi rất là may mắn mình bắt được quả tang, chứ còn nếu như mình không có cái sự việc ấy thì anh ấy vẫn là người chồng thủy chung son sắt, đúng không? Nếu như mà không bắt quả tang thì anh ấy lại vẫn mình chẳng biết gì, và cuộc sống nó vẫn mình và cuộc sống nó vẫn cứ như thế. Bây giờ mình vẫn đi làm chăm lo sức khỏe, rồi tháng 1, tháng sau sức khỏe nó ổn định rồi mình lại có thai tiếp, rồi cuộc sống vẫn cứ diễn biến tốt. Thế thì anh muốn nói thế để thấy rằng thế này, không phải là ai cũng có, không phải ai cũng có những lúc có lỗi lầm. Anh ấy thì sai quá rồi, không thể bênh được nữa, không có cái gì có thể chống đỡ được nữa rồi. Và đặc biệt là tội còn tội gấp đôi á, tức là cái việc mà đã đây cứ gọi là ngoại tình đi, lại còn làm tổn thương vợ bằng cách là chính cái cô bạn thân của mình nữa. Thế thì cái đau, cái buồn của mình ấy nó sẽ nhân đôi lên. Giá như anh gặp ở đường, ở chợ một cái cô nào đó trong một cái hoàn cảnh nào đó mà nó đưa đẩy hai người người ta đến với nhau, nó như là dạng là ngẫu nhiên ấy, tình một đêm hay bóc bánh trả tiền ấy, mình đỡ hơn. Còn ở đây cả một cái người sao mà một cô bạn thân với lại một cái ông chồng mà nỡ làm những cái điều mà biết rằng nó rất là tổn thương mình, biết là em rất là buồn rồi. Nhưng anh muốn hỏi là cái thái độ của ông chồng ấy, thật ra nếu như ông ấy mà không phải chỉ gọi điện mà ông ấy xuống ông ấy chơi ở dưới nhà ngoại này, xong ông ấy xin lỗi, ông ấy thanh minh rằng là anh rất là xin lỗi bởi vì thế nọ thế kia, rồi thề để hứa, rồi bây giờ thì em muốn phạt hay trừng phạt thế nào cũng được, cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh rồi thực ra vân vân, thì mình đỡ buồn đỡ tức hơn, đúng không? Ít ra mình cũng có một cái cơ hội để mà ấy. Nhưng mà đây chỉ có đứng ở xa xong gọi điện thì mình đang cơn tức, mình không tiếp chuyện được, thế là cũng thôi luôn. Thành nói thật, nếu như mà bây giờ anh mà xuống mà xin lỗi em, đá một phát ra khỏi cổng luôn anh ạ. Ôi thế thì em gọi điện lên trên này có nghĩa lý gì? Vì em đã có con đường lựa chọn, có quyết định rồi, tức là kể cả chồng bây giờ một con lên xin lỗi hay làm bất cứ việc gì thì em cũng đá. Vậy thế thì em mong gì ở các anh cái chị cửa sổ tình yêu? Bởi vì bây giờ thứ nhất là gia đình em không muốn gặp, thứ hai nữa là bây giờ nói chung là em đang tức, em không muốn tha lỗi, bởi vì bây giờ nhớ đâu cô bạn thân đấy là cô lại là bạn thân của em, thỉnh thoảng cô vẫn qua nhà em chơi. Rồi kể cả em lại nghĩ rằng là nếu mình có tha thứ rồi biết đâu cô kia cũng vẫn gần đấy. Rồi đấy, là thỉnh thoảng là từ giờ đến cuối đời đấy. Ai dám chắc đây là lần đầu tiên mà lần cuối cùng, đúng không? Ngộ nhỡ mai kia mình có thai có chửa trong cái thời kỳ mình phải kiêng khem, thế là cô bạn ấy đỡ mình một ít thời gian chẳng hạn thì chết à. Mà rồi còn nói chung em còn đang trong cái tình trạng về mặt tâm lý thì chưa ổn định được, cơn tức nó còn ngụt lên, bây giờ chỉ muốn xúc đổ đi thôi và gọi là làm tan nát luôn, không cần gì nữa. Anh nghĩ bây giờ em đang sợ là cái tình trạng là ngỡ quen đường cũ đấy anh ạ. Chả phải quen đường cũ mà nó cứ nguội dần đấy. Một bên thì vợ bỏ đi, gọi điện thì vợ cứ sồn sồn lên, trong khi thì tuổi lại còn trẻ, có hai mươi mấy tuổi. Thế mà bữa trước thì bị bắt quả tang, nhưng chắc đợt này cô không về đâu, cho nên là thoải mái sẽ alo cô kia đến. Thế thì mình buông thì sẽ có người vơ vào. Ôi nói thật là em lên trên đấy chưa đầy chục ngày, chắc là chị gái cũng mất quả tang một lần rồi.
chị gái nào? Nhưng mà chị không muốn làm ấy, chị gọi em về về mà xem có chuyện gì xảy ra dưới trong nhà. Nếu như mà em là em phải tôi gọi taxi để em về luôn. Rồi, về luôn thì bắt quả tang nhưng mà lại không muốn vào bắt tại trận để xem tình hình nó như thế nào. Thật ra thì bắt tại trận hay không tại trận cũng không quan trọng nữa. Chuyện thì mình đã biết đến thế thôi. Chứ còn vào xong một tay giữ cái anh kia, một tay giữ cái cô kia, không cho chúng nó buông nhau ra thì cũng đến thế là cùng, đúng không? Vẫn là một vụ trộm tình ái. Một là thế này, nếu em giữ được bình tĩnh, em đi làm đi, lúc này là cái lúc mà không phải ngồi đấy để tức, để bực nữa, đi trở lại làm cái việc cũ ở công ty. Hoặc là nếu có thể nữa thì em cứ xin đi làm ở đâu cũng được, đi vào Đồng Nai, Đắk Lắc, Bình Dương gì đó, để làm một thời gian. Thứ nhất là để cho nó thoát khỏi cái cảnh mà ngồi đấy mà cứ tưởng tượng là bên nhà kia chắc lão ấy với con bạn thân của mình chắc lại đang làm gì, thế thì mình khó chịu lắm. Thì cuộc sống nó cuốn đi rồi, công việc nó cuốn đi, mình ổn định dần, sau đấy mình tùy xem thái độ của anh ấy. Nếu như anh vẫn còn thiết tha, anh sẽ gọi điện rằng em ơi sao mà khổ thế, thật ra anh cũng vẫn còn thế này thế khác, thì mình sẽ quyết định sau. Còn lúc này là đang lửa cháy ngút trời và cái cơn tức giận lên thì mọi những lời khuyên của người khác chắc là sẽ khó lọt tai em. Em chỉ muốn là cắt đi cho nó xong, cho khỏi ngứa mắt, đúng không? Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ. Hy vọng bạn sẽ có lựa chọn sáng suốt. Xin lỗi, có phải chị Lan ở Vũng Tàu không ạ? Dạ đúng rồi. Vâng, chúng tôi có nhận được một đăng ký của chị muốn được chương trình tư vấn về chuyện hôn nhân gia đình, đúng không ạ? Dạ dạ. Vâng, bây giờ chị có sẵn sàng tham gia không ạ? Dạ, cho chị tham gia, chị muốn thắc mắc mấy cái vấn đề vừa trong. Vâng, chị cứ chia sẻ câu chuyện của chị đi. Ở phòng thu bây giờ có chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ tư vấn cho chị nhé. Dạ. Vâng. Bởi được cho chị trình bày gia đình của chị, trước đấy gia đình chị là vợ chồng, là chồng chị là năm nay là 55 tuổi, còn chị năm nay là 60 tuổi, chị hơn ông 5 tuổi. Nhưng mà vợ chồng sống từ hồi xưa tới giờ thì cùng thương yêu nhau, nhưng mà ông ấy có cái tính bá hoa, làm cho chị cũng đau khổ nhiều lần, nhưng mà chị cũng cố níu kéo để cho êm ấm trong gia đình, bởi con chị cũng lớn rồi, có ba đứa ra gia đình, còn hai đứa còn ăn học. Vâng. Thì đến thời gian sau này, ông mở công ty bầu về đấy, ông làm sao ông tự nhiên ông tự chừng ông quen thì con làm nhân viên cho ông luôn. Rồi thế nào đến về là ông không về, ông ở biển cửa, ông là về khuya là sợ có chuyện gì giữa đường, sợ người ta chần lấy xe, cứ biển cửa như vậy. Nhưng mà chính là ở lại để ngủ với cái con tôi, con nhỏ ấy. Vâng. Nhỏ ấy năm 35 tuổi mà chồng chết mới được một năm mà. Rồi chị thì ăn ở nhà không biết gì cả, thấy từng người nhân viên kiểu điền nói là thương chị, rồi kể lại là nói ông quen cho con nhỏ kia. Thì chị từ đó là chị cùng về nói với ông, nói to nói nhỏ, ông từ chối, ông không ông nói không có. Nhưng mà một lần là thấy ông vừa ra Việt đấy là chị mình họp bữa cơm gia đình, thì kêu ông ấy về nói về ăn cơm gia đình để ngày mai con cái nó đi làm. Thì ông ấy mới về được một chút là thấy cái con nhỏ đấy là cài nhau với mấy cái người làm công nhân tên kia luôn. Rồi khóc lóc điền về chỗ ông ấy, rồi ông ấy bỏ bữa cơm gia đình đó, ông ấy đi. Thì cũng biết, thì tưởng là mấy người viên rồi cười lồn nó, rồi ông ấy lên để can thiệp. Không ngờ là ông thấy cái con đi khóc, thì ông lên tội kể là chị đi lên là thấy cái con nhỏ đấy đang con ngô với ông ấy. Là chị khi đó là chị tức lắm rồi, chị đánh. Thì ông mặc cử, rồi ông coi như là ông cùng bánh cho con nhỏ này. Vâng. Là sợ đánh cho có việc gì, rồi ông bánh, rồi ông đánh lại chị. Khi đó là chị cùng xỉu luôn. Mấy đứa con cùng lên, mấy đứa con thì cùng lên là cùng kiện kiến như vậy. Mà cái ngày đó là vừa mùng 7, mùng 8 Tết mới vừa rồi này, mới được 2-3 tháng đấy. Câu chuyện vừa mới Tết vừa rồi đấy phải không chị? Dạ dạ, mà nó quen nhau là mới được mấy tháng đấy thôi à. Vâng.
Rồi chị cũng buồn, chị cũng nói ông nhắn tin cho ông nói nếu mà ông mà biết trong gia đình như vậy ông phải cho con đi nghỉ đi, không cho con đi làm. Cuối cùng ông này nó làm được việc để nó làm để hỗ trợ thêm cho tôi. Thì chị cũng nói không được, tha đã có tình ý với nhau rồi tôi không để cho ông cho cái con nhỏ đó làm. Thì sau khi ông cùng mấy người cùng nói là thôi chị để cho nó làm để mà về bắt chứ đứa con mình đưa đi chỗ khác rồi đời quen là đi làm ở đâu nó tự với nhau cả. Thì chị rồi một đêm nữa thì ông đi thương trước đấy là chị chưa xảy ra cái chuyện mà lên để nói cho con nhỏ đấy là ông cùng đi trực, nhưng mà 90 giờ là ông về mà đưa cho con nhỏ đấy là chị lên thầy chuyện để nó là có những nghỉ việc luôn, không làm chị đuổi là nó không làm. Vâng nó không làm. Vâng bây giờ nó không làm và bắt đầu là nó ông đi cứ đến nào ông đi là sáng ông về, có khi tám chín giờ ông về. Vâng. Ông tám chín giờ sáng ông về chứ ông không về nhà. Vâng. Rồi mấy bữa đấy là mấy mẹ con lên là có thể coi ông như thế nào á. Vâng. Về đó ngủ phải sao hay là ngủ ở đâu để mình có bằng chứng để mình về nói với ông á. Vâng. Chị ơi, chúng tôi hiểu rằng là vợ chồng chị thì vừa rồi cũng có những cái xô xát với nhau và về cái chuyện là anh ấy có mối quan hệ với nhân viên ở trong công ty. Và bây giờ thì sau cái cuộc xô xát đấy thì hai vợ chồng rất bất đồng với nhau rất là nhiều, kể cả con cái nữa, đúng không ạ? Vâng, anh Đinh Đoàn sẽ trao đổi với chị nhé. Dạ. Rồi, xin chào chị. Dạ, em chào anh. Mình khỏe không? Cũng buồn lấy không? Ừ, nhưng mà nghe em buồn nhưng mà thấy giọng vẫn còn rắn giỏi lắm. Dạ. Đã có các cháu chưa, lên chức bà chưa? Rồi lên bà rồi, cháu nội ngoài năm sáu cháu rồi, cho nên từ cái chỗ đó mình thấy cảm thấy cháu hồ thẹn quá phải như thế. Thế mà có đứa nào nó gửi nó nhờ bà phải trông các cháu không, hay chúng nó cũng đi học nhà trẻ mẫu giáo hết? Không, nó từ đi gửi trẻ không. Chả đứa nào nó nhờ đến bà, thành ra bà lại rảnh rỗi quá đúng không? Bây giờ mình có làm gì không? Cùng bán mấy đồ tập hóa trong nhà thôi chứ cùng làm được việc gì lớn. Rồi kinh tế thu nhập tạm tạm không, mà trước đây mình có làm cơ quan, tóm lại là có lương hưu không hay mình làm tự do? Dạ không ạ, trước đây cùng làm từ ông mới làm công ty 2 năm đây thôi à. Rồi. Chứ cùng mình còn thiếu thốn chứ cùng không được chủ hoàn hảo như mọi người. Rồi. Thế cái thu nhập mà chính của gia đình hiện nay thì chắc không phải từ cái chỗ bán lặt vặt tạp hóa đúng không? Dạ. Mà ông ấy cũng là cái người mà lao động chính ở trong gia đình. Là ông ạ. Dạ. Ông ấy có trách nhiệm về mặt tiền bạc với gia đình không? Mỗi trước đấy đừng còn làm lĩnh thì đừng còn đưa về nhiều, giờ đây ông ấy làm thiệt rồi ông ạ. Cũng đưa một tháng được 5 triệu mà 5 triệu đó là cùng đắng tay với ông chứ không phải là 5 triệu để mà chú ngon lành đâu anh ơi. Rồi. Tức là cứ nhắc thì phải đưa, mà đưa rồi cũng kêu ca là chi tiêu gì mà tiêu lắm thế, nhanh thế hả? Em cũng nói rõ ràng là tiền đó vừa điện nước hay tiền công cưới trên này nọ nó cả tông đó 5 triệu đối với mà ông như vậy, ông được mỗi khi ông được có bồ bị cơ thì ông phải kiểm truyền rồi, nên em cùng buồn cái chỗ đó. Thật ra thế này, cả hai anh chị cũng đều lớn tuổi rồi. Thật ra anh ấy cũng chẳng được bao nhiêu năm nữa đâu, vài năm nữa rồi cũng hết sức. Bây giờ thì gọi là ngo ngoe một vài năm mà gọi là sức tàn cuối đời thôi, cũng chẳng khỏe được mãi đâu. Thế thế với cái thứ hai đây là cứ nói thật này, anh ấy là 60 đúng không? Anh ấy 53. Anh ấy 53. Thế còn thì mình là 60 rồi. Mình 60, mình hơn anh ấy. Anh ấy 53 nhưng còn trẻ lắm. Anh 57. Em hơn 3 tuổi. Rồi, anh ấy 57, đàn ông đàn an mà lại ăn uống tốt, mà giữ gìn tốt thì nó còn khỏe. Chắc mình thì cái món kia chắc cũng không chăm sóc lắm đúng không? Bởi vì là cứ mãi trông cháu với lại trông cửa hàng ấy mà không để ý là rồi mình cũng quay đi quay lại, nó sẽ trở thành cái thành người có tuổi.
rồi các thứ chậm chạp, rồi cũng chả quan tâm, rồi lại suy bụng ta ra bụng người, nghĩ rằng là cũng năm mấy 60 rồi, còn cái đó cần gì nữa, mà quên rằng ông ấy còn đang rất sung sức. Đàn ông 50 năm mấy là tất nhiên là đang đi xuống, nhưng mà vẫn còn mạnh liệt. Thì đấy cũng là một lý do. Thật sự là mình không phải là đổ lỗi, mình không nhận lỗi mình, nhưng mình phải nhìn thực sự là trong cái hoàn cảnh của mình. Trước đây chẳng hạn như còn trẻ, mình có hơn 3 tuổi, mình 43, ông 40, thấy nó cũng chả chênh lệch gì mấy. Nhưng mà đến cái về sau này thì đấy, phụ nữ thì độ 50 năm mấy là mình cũng thanh xuân nó cũng cạn dần. Đàn ông lúc ấy thì đang đi lên, cái thành ra cái chuyện mà không được hòa hợp ở trong cái chuyện quan hệ vợ chồng cũng là một trong lý do đẩy ông ấy ra. Tất nhiên đói ăn vụng túng làm liều, không ai khuyến khích cái chuyện rằng là cứ ở nhà đói thì phải đi gặp bồ. Thế nhưng mà đây mình nói để mình thấy mình cũng hiểu. Bắt ông ấy là không hề có cái gì rồi phải trong sáng, một người đàn ông là thủy chung son sắt, không hề có mối quan hệ nào khó lắm trong trường hợp của ông ấy. Nhất là ông lại là hoạt động ở ngoài xã hội, mà ông lại còn làm sếp của công ty bảo vệ, toàn công ty toàn trai tài gái đảm, lực lưỡng vật vã, đúng không? Mà cũng phải có máu mặt ở trong xã hội, chứ không phải là bảo vệ là chỉ còn đứng không mà đấy ở đâu, cũng phải các mối quan hệ này nọ. Thế cho nên là mình cũng phải hiểu cho anh ấy một phần. Ban nãy có hỏi rằng đấy chán lắm, buồn lắm, cơ bây giờ có nên ly hôn không? Thì mình phải tự đặt cho mình câu hỏi là ly hôn thì để được cái gì? Người ta làm cái gì cuối cùng người ta phải nhắm đến mục đích là để được cái gì? Ví dụ ly hôn như thế để mình được một đống tiền, ly hôn để cho ông ấy sợ ông ấy phải quay về với mình, ly hôn thế để được chia cái nhà này mình tha hồ mình bán đi, mình tiêu gì thì mình tiêu. Vâng, chả phải, đúng không? Nếu có ly hôn chẳng qua là do tức quá, buồn quá, thất vọng quá, chán quá mà nói dỗi vậy thôi, chứ mình cũng chẳng muốn, đúng không? Chả ai muốn cái tuổi này nó đi ly hôn xong là ra tòa lại phải kể hành kể tỏi là tôi thì vẫn còn yêu ông ấy, nhưng mà chẳng qua là ông ấy có bồ, nhưng tôi tức quá tôi mới ly hôn, phải không? Cũng chả hay gì. Xong ở dưới mấy đứa cháu nội nó cười nổ, bà nội mình nói hay thế tòa nhờ. Thôi nói thế để vui, thế nhưng mà thật ra thì mình xác định là cũng giống như cái nhà, cả đời có khi mới xây được một lần. Và hôn nhân cũng thế, cả đời cũng lấy một lần, chẳng ai mong lấy nhau rồi lại chia tay. 30 năm nay, hơn 30 năm nay còn ở được, giờ con cháu đã nội ngoại rồi. Một chút là nó chệch choạc ở cuối đời này, không là cái gì cả. Những năm gian khó còn dắt díu nhau vượt qua được, bồng bế từ miền Bắc đến miền Trung tha lôi nhau vào miền Nam, định hướng hết ở chỗ nọ đến chỗ kia, đúng không? Chị hình như cũng là người Trung, đúng không? Đấy, thế là những năm gian khó có nhau rồi, bây giờ cái tuổi này còn vài năm nữa kẻ hành kẻ tỏi nhau thì không để làm gì. Cái việc thứ hai nhắc chị là không đi rình rập để bắt quả tang. Ban nãy có nói rằng là mình đến công ty của anh ấy và thấy rằng là anh ấy với cô đang ngồi tâm sự, đúng không? Và mình xông vào mình đánh, đúng không? Ngay cả bắt được hai người đang ở trên giường cũng còn không nên đánh, huống chi như người ta ngồi tâm sự. Thế bây giờ chẳng lẽ rồi công an ta ập đến ta lập biên bản hỏi tại sao chị đánh cô ấy, mà cô ấy ngồi với chồng tôi à? Rồi ôi, đánh một người mà chỉ vì mới thấy người ta ngồi, thế giá mà người ta có một cái gì đấy nó thật sự thì mới, cho nên là cũng chẳng để làm gì. Mình tuổi thì yếu rồi, mình lại là phụ nữ, huy động thêm các con thành một lực lượng đi để mà săn bắt bố thì cũng chả hay ho gì, đúng không? Rồi nếu mà có bắt được sự thật là nó lại trắng phớ ra, lại nhìn thấy bố đang với cô ấy thế nọ thế kia thì chán lắm, nên giữ cái hình ảnh một tí. Thế thì lại đặt một câu hỏi là ly hôn không ly hôn, theo dõi rình rập, bắt quả tang, đánh đập không đánh đập, thế chẳng nhẽ chịu à? Không phải chịu. Ở đây mình thế này, mình xác định đối với bản thân mình ấy, quan trọng nhất bây giờ là chị giữ gìn sức khỏe. Thứ hai là chị mới 60 tuổi, mình không ở nhà nữa, nói rằng là bây giờ buôn bán tạp hóa ế lắm, chả làm gì nữa, mình cũng xin đi, mình đi phục vụ trông coi siêu thị, đi làm thêm, có rất là nhiều những cái công việc mà ở Vũng Tàu nữa thì lại càng thoải mái, những cái cửa hàng dịch vụ ấy, đi để làm sáng đi tối về,
cuộc sống 8 tiếng cuốn vào với công việc, hàng tháng mình lại được trả lương 8-9-10 triệu nữa, mình có tiền mình tiêu dùng rỉnh, mình may mấy cái váy mình mặc, chiều chiều mình đi tập, mình đánh cầu lông, mình rủ mấy anh 54 đi đánh cầu lông, đi chạy bộ ở biển. Ôi tự nhiên ông ấy thấy mình ở này, bà này không chịu ngồi bán quán ở nhà nữa, lại còn đi làm ở nhà hàng, xong rồi lại còn váy, xong rồi lại còn cầu lông, xong lại thấy đi nhuộm tóc vàng vàng hung hung. Ôi trời ơi, chính ông ấy sẽ là người sẽ lo mất mình. Ông ấy lại bảo bà này giờ này làm sao đấy. Ông thì cứ đi với gái trẻ, chả nhẽ tôi ngồi đấy tôi chờ ông à, tôi cũng phải tự làm cho mình vui lên, không ai thương mình thì tự mình thương mình vậy. Mà đấy nó là một lý, một phương châm sống đấy. Rất nhiều người khôn ngoan thế, kệ ông cứ đi thì tôi ở đây tôi cũng đi, tôi đi hội đi chùa, đi hội mấy bà cũng đi phượt, đi vào trong tắm bùn không biết ở trong chỗ nọ chỗ kia, đi thăm trang trại đà điểu, ăn trứng đà điểu cho nó vui chiều về. Ôi dồi ôi, sẽ thấy mình... Bởi vì đàn ông sẽ rất chủ quan khi thấy vợ như là một cái tủ lạnh mở góc nhà ấy. Về nhà là thấy nó lù lù ở đấy cho nên không lo mất. Nhưng mà chỉ cần là một cái xe máy thôi để ở cửa mà không khóa thì luôn luôn sẽ quan tâm, bởi vì sơ ý một chút là dễ có đứa nó lấy mất. Thì phụ nữ đừng bao giờ biến mình thành cái tủ lạnh, mà hãy biến mình thành cái xe máy không khóa cổ để ở bãi biển. Đó, thì đấy mới là một cái phương châm lâu dài. Chứ còn mình có đuổi được cái cô này không cho làm công ty, hết cô này thì còn cô khác, chả nhẽ cả đời mình cứ đi đuổi hết cô nọ cô kia. Mà quan trọng nhất là chồng mình chứ đâu có phải là tại các cô ấy, đúng không ạ? Nha. Nâng cao năng lực làm cho mình ông ấy phải lồng lộn lên thế mới sướng. Vâng, chị đã nghe rõ anh Đinh Đoàn tư vấn rồi chị ạ. Vâng, hãy thay đổi bản thân chị nhé. Vâng, cảm ơn chị đã tham gia chương trình. Vâng, chào chị. Dạ, chào mấy.